Hữu lính, mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca. Những kỷ niệm không thể quên, đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất. Một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Tiểu đoàn 5 có thêm nhiệm vụ là giải quân chốt đường sắt, đoạn từ ga Bâm Nắc đến ga Cầm Rênh, còn các cung khác thuộc đơn vị bạn. Các tổ chốt, mỗi tổ 3 người, cách nhau khoảng 200m, trên đoạn đường dài 6km, đến khi nào tàu chạy qua mới được rút quân. Tiểu đoàn 4 ở sâu trong núi, hàng ngày đưa một trung đội bộ binh nằm phục ở những điểm nghi địch sẽ đi qua để mò ra đường sắt. Địch thì không thấy, chỉ thấy dân sống quanh đánh xe bò vào rừng lấy gỗ. Trung đội phục lộ vị trí, đành xua họ về vì sợ địch trong dân liên lạc với bọn ngoài rừng. Có vẻ như có nội gián vì suốt hơn một tháng trời địch ngừng hoạt động. Dường như mọi thủ đoạn đánh địch của ta nó đều nắm được. Các trung đội phục thay nhau, ngày nào cũng dầm mưa bợt bạt hết cả người mà vẫn không có kết quả. Nản chí, nhiều bọn đi phục chỉ ra khỏi đội hình 2-3 cây số, tìm chỗ nào đẹp đẹp, có suối là dừng lại. Chúng nó tổ chức đánh cá, nấu cơm ăn với nhau, rồi rúc bụi căng võng ngủ khò khò. Tiểu đoàn có điện hỏi thằng thông tin đi theo trung đội, vẫn cứ lèo lẻo rằng, đang nằm ở đây, ở đó theo ý đồ tác chiến. Nói thế để thấy rằng, thời đó ý thức tác chiến của một số cán bộ cấp trung đội còn kém. A dua theo mấy ông lính cũ, nhập ngũ năm 74-75. Các cha lính cũ này không nhận nhiệm vụ, giao tiểu đội trưởng cũng không nhận, trung đội trưởng cũng không nốt. Chỉ suốt đời đòi làm lính trơn, mong phục một suất gia quân. Cứ đùng đa đùng đỉnh, đi càn thì trận đi trận không, toàn đùn cho đàn em đi vì cứ cáo ốm suốt. Lên quân hàm theo năm nên rất nhiều thượng sĩ già làm lính trơn hoặc làm anh nuôi. Đơn vị đánh nhau, quân số hao mòn nghiêm trọng mà chưa kịp nổ súng. Thành ra cán bộ trung đội có khi mới chỉ là trung sĩ, phải chỉ huy các bác thượng sĩ này, còn đâm ra khó ăn nói. Cán bộ đại đội cũng nhập ngũ vào khoảng những năm ấy, và thường là cùng đoàn nên rất nể nang. Mặc kệ, các bác này tụ tập với nhau trong cái xã hội của lính, khỏe thì cùng khỏe. Trong những đợt truy quét ngắn, ốm thì cùng ốm. Tất nhiên mỗi người mỗi bệnh trong những đợt truy quét dài ấy. Thế mà hôm nào có thằng em dại săn được con gì ngon ngon, mặc dù đang ốm liệt giường liệt chiếu, là mắt sáng trưng như đèn pha, lập tức tung tấm đắp chăn, vùng dậy chạy xuống tận nơi. Chỉ bảo là phải cạo lông như thế này, làm lòng như thế kia. Tôi thấy khó chịu với mấy cha này nhất. Mẹ kiếp, đã là lính tráng thì phải bình đẳng như nhau, đừng có chơi chèo. Đến cuối tháng 8, đầu tháng 9, địch lại đánh đường sắt, kết hợp quấy rối trên lộ 28. Con lộ này từ ga Cơm Rênh đi ra thị trấn Krakow ngoài đường 5. Quy mô chiến sự nhỏ lẻ, không có quy luật nào hết. Kiểu đó chỉ có thể là bọn địch trong dân hoạt động chiến tranh du kích. Trung đoàn rút đại đội 2 tiểu đoàn 4 do anh Hải đại đội trưởng chỉ huy đi hoạt động độc lập dọc tuyến lộ này. Anh Hải quê ở Quảng Ninh, dân vùng than thứ thiệt, to, cao, tất nhiên là đen và cằm vuông như Từ Hải, rất đào hoa và thương lính. Nhậu và đánh nhau thì rất lì. Hồi ở ven Tông Lê Sáp, trước khi ra Âu Đông, phối thuộc với trung đoàn 3 đánh địch thông lộ 5. Tôi với anh Ki vẫn đi máy theo đại đội 2. Chúng tôi ở trong một cái phum toàn là phụ nữ với gái quá, như cái phum chay rum sau này ngoài thị trấn Ponlay. Trong đó có nhiều cô rất xinh. Vào một buổi trưa, tôi tò mò ra chỗ con lạch nhỏ kín đáo, trèo lên cái cây me to rậm lá. Chỗ này là chỗ yêu thích của tôi để sử dụng nó, như sử dụng cái cần câu cá, cầu tõm Hà Nam Ninh hay Nam Bộ vậy. Chưa dứt cơn sướng, đứng hàng thứ nhì sau cái sướng của ông quận công. Mặt nước lạnh bỗng dưng cồn sóng. Một cái xuồng nhỏ do một cô gái trèo tấp vào trong bụi cây thấp. Gần sát dưới cái cây chỗ tôi đang ngồi. Trên xuồng, anh Hải và cái cô ra bánh mật hay đến giặt đồ cho anh ấy, thay thằng Kiên liên lạc, lập tức quấn lấy nhau. Họ đam mê cuồng nhiệt quá nên không biết rời đất quỷ thần là gì nữa. Cái xuồng nửa trên mặt bùn, nửa dưới nước, cứ lắc la lắc lư, dập dềnh tôm cá suốt. Tôi năm đó mới 19 tuổi,
chỉ mới thấy người ta hôn nhau trên phim Liên Xô, xem trong các rạp Đại Đồng, Bắc Đô mà thôi, chứ có biết yêu đương tán tỉnh là cái quái gì đâu. Này bất ngờ chứng kiến cảnh này nên mồm cứ há hốc, vừa thích vừa sợ lại còn xấu hổ nữa. Nỗi buồn từ rốn trở xuống biến đầu mất, cũng không dám kéo thắt lưng lên vì sợ bị lộ. Thành ra cả ba đều ở trong cái tư thế lộ thiên rất trớ trêu. Mà trong tình thế đó, tôi là thằng trớ trêu nhất, khó chịu nhất. Khổ cái thân tôi. Cơn địa chấn qua đi, chị chàng đờ người ra, ngửa cổ mỉm cười hạnh phúc, thì trông thấy tôi trên cành me, liền kêu rú lên. Anh Hải quay ngoắt lại, nhặt khẩu K54 lăn lóc ở trên sàn xuống, lăn ra định thực hành động tác nằm bắn. Tôi hoảng quá la lên. Em đây mà. Anh ấy định thần lại, nhận ra tình thế của tôi thì bật cười lớn, chùm cái áo lính lên cô nàng đang run cầm cập, rồi cứ thế nhảy tót xuống nước, chồng mông đẩy xuồng đưa nàng phóng chạy. Từ đó dù không nói gì về chuyện này, nhưng hai anh em cứ nhìn thấy nhau là bật cười. Kể cả đang lúc họp quân chính hay phổ biến nhiệm vụ rất nghiêm trang. Bây giờ thì anh ấy hy sinh rồi. Hy sinh đúng vào cái trận thông đường 28 này. Lúc đại đội 2 trở về qua cái kẹt núi Tu Sra, vào một buổi chiều gần tối, một viên đạn bắn tỉa, viên duy nhất của địch bắn từ sườn núi đi qua phần trên bụng của anh ấy. Chúng nó nhằm vào người anh không mang súng dài. Một trung đội lao lên như điên cuồng, nhưng nào thấy gì nữa. Băng bó xong, tất cả anh em thay phiên nhau cõng anh ấy chạy gần, chạy cắt chéo về thẳng trung đoàn bộ. Nhưng muộn mất, đến gần phum tà chét thì anh tắt thở. Cả đại đội dừng lại chút xíu rồi lững thững vật vờ đi trong đêm. Một thằng nào đó chĩa súng lên trời, kéo một loạt điểm xạ, hết chọn một băng đạn. Một số khác bắn theo. Xin đừng hiểu đấy là lời vĩnh biệt đồng đội như trong phim. Đơn giản là do uất quá, hận quá mà thôi. Như là vừa bị vả trộm một cái hộc máu mồm, nhưng không biết thằng vả mình là đứa nào. Đêm hôm ấy, khi biết tin anh Hải hy sinh, dày dạn như anh Sơn tiểu đoàn cũng phải bật khóc. Anh Hải hy sinh rồi, cán bộ đại đội thiếu nghiêm trọng, không hiểu sao ban cán bộ trung đoàn chưa chuẩn bị được người thay thế, hoặc cũng có thể vì mọi người ngán cái tiếng sát cán bộ của tiểu đoàn 4 chăng. Anh Sơn, anh được chính trị viên phải động viên mãi, cáp đen, đương nhiệm anh nuôi của đại đội 2, quân hàm thượng sĩ mới nhận nhiệm vụ đại đội phó. Anh Cáp vào cùng đoàn Quảng Ninh, lính 74 như anh Hải. Trong trận thông đường ở Âu Đông, khi đi đưa cơm cho đại đội 2 từ Hồ Thiên Nga về, thấy lính tiểu đoàn 8 cứ lom khom bò dưới chân lộ khi bị địch bắn rát. Trong khi cán bộ trung đoàn thì vẫn đứng trực tiếp chỉ huy mấy khẩu đội DKZ-75 ngay trên mặt lộ. Bố này nhìn ngứa mắt quá, tự nhiên nổi hứng mới quát. Lính tráng cả trớn, mới thế mà đã chui chúi xuống hầm. Bộ dạng cao lớn lòng khòng trong bộ quần áo vàng đất còn dính nhọ nồi, tóc tai dài cợp bơm sờm phủ chùm xuống gáy, cứ như một nhân vật từ thủy hử, từ rừng xanh vừa bước ra. Bộ đội tiểu đoàn 8 lúc đấy mới nhổm hết cả dậy. Bên trung đoàn 3 xì xào hỏi nhau, đấy là ai? Thì nhận được câu trả lời luôn, nó là thằng anh nuôi tiểu đoàn 4 đấy mà. Câu chuyện thủ trưởng trung đoàn 3 mắng lính, lấy câu chuyện của đại đội 2 đánh rẻ vây mấy lượt cho D8 để làm gương, và chuyện hôm ấy của cáp đen về sau đã trở thành giai thoại. Mỗi một đơn vị đều có một thương hiệu riêng. Có thể địch cũng biết rõ thương hiệu lì của trung đoàn tôi từ hồi chiến tranh biên giới, nên khi trung đoàn tôi đứng chân ở đâu, chúng nó cũng ít tập kích hơn các đơn vị khác. Lên làm cán bộ chỉ huy đại đội rồi, chất lương sơn bạc của anh này vẫn vậy. Anh được bảo viết đơn xin vào đảng. Bác này rành rạc mãi. Sau thì bệ nguyên lá đơn mẫu của ai đó, sai thằng cu liên lạc viết lại. Chỉ thay mỗi tên tuổi quê quán, rồi ký đại vào. Đi học quân chính tiểu đoàn, thỉnh thoảng vẫn chơi nguyên cái bộ quân phục vàng đất từ thủa Hàn Vi, anh nuôi nhỏ đít đó. Mấy ông chính tắc, có nhắc thì gân cổ lên vặn lại luôn. Ơ này, ông tưởng địch nó phát cho tôi bộ này chắc. Rồi cười hơ hớ, nói về cái bộ quân phục có màu đặc biệt này một chút. Thời đó trong kỳ lính, quân trang bổ sung rất nhiều, dính bộ này. Giá mà đem phát cho lính Mỹ trên sa mạc Iraq
thì hợp ngụy trang hơn. Màu đã đặc biệt, vải lại càng đặc biệt hơn. Dệt kiểu đan nong mốt như bọn trẻ con làm thủ công, và mỏng thì thôi rồi. Giặt qua một lượt hết lớp hồ vải thì nó nhẽo nhẻo nhèo. Đưa cho mấy nhà thời trang bây giờ thiết kế mẫu style sun sun hè thì rất hợp. Ta may áo làm sao cho kỹ, cho chiến sĩ ta vừa đẹp ý vừa đẹp lòng. Bài ca may áo của nhạc sĩ Xuân Hồng chỉ để hát cho vui mà thôi, chứ không có tác dụng với các bác thầu quân nhu thời đấy. Cũng có thể vì lúc đấy mình còn nghèo quá. Mãi đến năm 1981 thì mới đỡ hơn đôi chút. Quần áo quân trang thì như thế rồi, còn gạo nước lương thực không có lý do để phàn nàn. Năm đấy cả nước mình ăn độn, chứ còn chúng tôi không bao giờ thiếu gạo. Mỗi tháng đôi ký, cả tiểu đoàn ra ga bơm nấc lĩnh gạo. Lính thằng ốm, thằng bị thương hoặc đi học này nọ, nên quân số thực bao giờ cũng nhỏ hơn quân số trong sổ sách. Thế là gạo lĩnh thường thừa ra. Giải quyết lượng thừa này thế nào? Đơn giản thôi. Các đội đội ra lĩnh quăng lại một hai bao ngoài cơ sở, trong dân để đổi rượu mang về dùng dần. Nhớ nhất, có lần lính bắn được một con lợn rừng nặng chừng nửa tạ. Gần nửa đêm khiêng về đội hình đại đội, liền ngả ra đun nước làm lông ngay. Mồi thì quá chuẩn, chỉ còn thiếu mỗi chất cay. Thế này thì tức chết đi được, ăn vã chăng? Thế là cáp đen hô một tổ năm thằng bố trí hỏa lực, xung lực cẩn thận, băng rừng ra dân lấy rượu. Đơn vị lúc đó mới được bổ sung tân binh, toàn anh em lính Nam quê Bến Tre, An Giang và Vĩnh Long. Nhậu rời gầm luôn. Vừa nghe tới rượu, chúng nó đã hô xung phong ầm ầm, dốc hết đổ trong ba lô ra, tống vào đấy cái can vàng 5 lít. Năm đứa, 5 can trên lưng, một M79, một B40, 3 AK với đầy đủ bao xe. Được rồi, 14 cây số cả đi cả về mà chúng nó hành quân chỉ mất có hơn 2 tiếng đồng hồ. Về gần đến đội hình, còn bắn liên lạc tử tế. Ở nhà tất cả đã sẵn sàng, nhậu thôi. Rượu dốc ông ộc ra cái bát thẳng từ miệng can. Này thì quê hương đồng khởi, này thì Hải Phòng, Đà Nẵng kết nghĩa, này thì Hà Nội, Huế, Sài Gòn cứ rồ liên tục, khí thế hừng hực, hơi men chánh choáng, những bàn tay đập sầm sập xuống sàn, những cái gõ thìa thật lực vào cả inox, vào báng súng theo nhịp bài hát Sơn Tinh Thủy Tinh đã được chế lại rất thịnh hành khi đó. Đây đó xuất hiện hai thằng rô rô, vai mang AK, một tay nâng chén, rô. Vua Hùng khó phân, rô rô rô. Thằng thông tin kia chạy đi đâu? Đã có lệnh rút đâu mà chạy, quay lại, cho nó bằng nữa, không thì đổ vào đầu nó. Cứ thế tôi đã líu cả lưỡi, loạng choạng mò xuống bếp với cái đầu đẫm rượu, mở cái vung nồi nhôm đang nấu cháo, thấy cả cái bọc bao tử heo, chúng nó mới vừa tống vào, chẳng còn biết là sống hay chín, múc ngay một trong những cái bọc trong suốt. Trong đó có cái bào thai heo, cỡ con chuột nhắt, vẫn đang còn trắng đục, húp đánh soạc một cái. Lần mò vịn theo cái lan can về lán chỉ huy, quăng xác lên cái sạp, còn hồn du tiên lên 9 tầng mây. Sáng sớm hôm sau, người còn đang đau nhừ, thì vai tôi bị lay dữ dội. Lờ đờ hé mắt, nhìn thấy những ba anh nhương đang mờ ảo đằng trước mặt. Dậy, dậy, đêm mẹ, đêm qua thằng nào quay máy lên tiểu đoàn rồi ca cải lương à? Có trời chứng giám, biết chết liền. Tôi hoảng hồn. Ông Sơn, ông Được cầm máy lúc đó thì kể như toi. Không biết thằng điên nào chơi mình vố này. Anh Cáp đang nằm với thằng liên lạc ở bộ phán bên cạnh, nhỏm ngay dậy, giọng vẫn còn méo xẹo. Tao ca đấy, chúng nó chết hết rồi, thì tao ca cho anh nghe. Phải quay lên tiểu đoàn ca cho chúng mày nghe. Ngon thì nhậu tiếp, kêu la gì. Lính tiểu đoàn, quan đại đội, bằng vai phải lứa rồi, huống chi lại là trung đội phó thông tin nữa. Quá đã, thằng quân lùn B phó B2 xách nốt cái can cuối cùng ra. Một loáng sau, đồ nhậu đã nhuộm hấp là hơi như mới. Bố Nhường lúc đầu còn hầm hầm, sau dịu lại, không khách khí, ngồi xuống ngay, đi liền mấy chiêu. Tôi cố mò dậy, chắp tay lạy như tế sao, nhưng cũng dính thêm một chén bát nữa. Anh Nhường bảo,
Tao xuống đây đi trực máy thay cho mày, về làm luôn trung đội phó, trung đội thông tin nghe chưa? Lên đấy nằm cạnh tiểu đoàn, tha hồ mà ca. Tôi gật đầu vâng dạ liên lịa, rồi ôm quần áo ra giếng giặt. Ở đại đội 2 không có suối, tắm giặt tỉnh táo xong xuôi. Lúc trở về ban chỉ huy đại đội, đã thấy giọng anh Nhương đang lẻ nhẻ. Hay họ đẹp họ sang, họ nhà cao cửa rộng, nên ăn đắm ăn say, ăn mơ ăn mộng. Còn tiếc thương chi người, con gái quê nghèo, vào câu 1 hay câu 3 tôi quên mất rồi. Lính sư 9 miền Đông Nam Bộ hồi mới thành lập, toàn các bác lính Nam. Sau này mới được bổ sung lính Bắc. Anh dạy em, cán bộ dạy chiến sĩ, mỗi người có một đặc thù riêng, mang đậm dấu ấn của những người đi trước. Thành ra có những thói quen, có những tập quán, ăn ở hay chiến đấu không lẫn vào đâu được. Vẫn mang những phong cách sinh hoạt, thậm chí ngôn ngữ nửa đậm chất quê hương Nam Bộ, nơi đơn vị được sinh thành. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn dùng những từ ngữ, những ví von của Nam Bộ một cách tự nhiên vô thức nhất. Đâu đó có, kể cả thói quen ăn rau cải xanh sống, cay sọc mũi, hay nhai rau ráu quả đậu đũa tươi một cách ngon lành. Các cụ nhà tôi bây giờ vẫn bảo, thằng này vào Nam sống thì hợp. Vậy nên nghe cha Nhương phê phê, quê đất quan họ, chính tông ca cải lương ngon lành, thì chẳng có gì lạ hết. Chẳng nhẽ lại cầm cái tổ hợp dí vào miệng lão này bây giờ. Anh ơi là anh, chỉnh huấn, chỉnh quân thì thế, còn những ngày bình thường thì chúng tôi làm gì? Nằm giữa chỉ huy sở nên đêm thông tin không phải gác là điều đương nhiên. Sáng ra các đại đội cử một tổ bung khỏi đội hình thám sát, dấu vết, kiểm tra xem có gì lạ. Thu lại những trái lựu đạn gài trong đêm hôm trước, để rồi gần tối mang ra gài lại. Còn lính ngủ muộn sưng mắt rồi mới ra suối đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong thì thả gà rồi ra trảng, lăn lê bò toài, vồ châu chấu nuôi sáo. Trong thời gian củng cố lại đơn vị, tiểu đoàn khuyến khích việc tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Mỗi trung đội một chuồng gà, một vườn rau. Gà giống thì ra dân mua hoặc lấy gạo đổi. Còn hạt rau giống thì xe quân nhu chở từ nước sang. Những vườn rau tùy theo thế đất, bám quanh rìa suối đầm rây, sành mướt với đủ các loại. Rau cải, rau muống, đậu đũa mồng tơi, được chăm sóc vun sới, lớn vùn vụt trông thấy từng ngày. Quân ta có đến 80% là nông dân mặc áo lính, nên rất thạo những công việc trồng tỉa trái cây thế này. Tự tay mình cuốc đất, lật cỏ, tự tay mình ra suối chặt le về làm giàn cho đậu đũa leo lên, hoặc làm rào rậu cẩn thận để ngăn gà vào phá. Những công việc quen thuộc của thời bình ấy lôi cuốn chúng tôi, làm vơi đi nỗi nhớ nhà. Tôi khoái cái vụ nuôi gà nhất. Cứ mỗi buổi sớm, nâng lườn từng con gà trong chuồng trước khi đi thả, vỗ vỗ vào cái lưng, vuốt cái đầu, nghe nó kêu óc óc, khe khẽ thấy sướng. Anh Nhường thấy thế hay cào nhau: sáng sờ lườn, tối sờ lườn, mày làm thế thì nó trột, đếch lớn được nữa. Buổi chiều khi tưới rau xong, đứng ngắm những luống rau cào thấp tựa những vườn treo dọc bờ suối, thật thích mắt. Có phải cắt hái tỉa lá để ăn cũng thấy tiếc. Đến bữa, trên cái bàn dài tự tạo của trung đội bằng cây rừng thì có gì nhỉ? Những tàu lá cải xanh mỡ lớn bằng cả trang vở đã rửa sạch cắt khúc, xếp lớp trên cái đĩa nhôm quân dụng hai ngăn. Những trái đậu đũa bánh tẻ căng mọng sau trận mưa đêm được ngắt từng cọng nằm bên cạnh. Hai lọ măng ngâm ớt tóc đỏ ở đầu bàn, chỉ nhìn đã biết là giòn tan hoặc hăng nồng, đang chờ sự phối thuộc của ban mắm lóc chưng gừng thơm lừng liu riu ở trong bếp. Vừa tắm mát dưới suối sau trận bóng giành cúp tiểu đoàn về, bụng đang đói ngấu, ngó thấy bức tĩnh vật hấp dẫn này, thằng nào thằng ấy cứ nuốt nước miếng ừng ực. Chúng tôi hồi đó ăn theo bếp trung đội, cơm thì anh nuôi nấu chung ở đại đội hoặc trên tiểu đoàn bộ, còn thức ăn rau cỏ ở trung đội tự túc. Chia nhỏ bếp ra như thế nên anh em không ỷ lại được vào ai, nên cố gắng cải thiện hơn. Đấy là chuyện ăn, còn bây giờ là chuyện chơi. Trong một trận trèo lấy lá thốt nốt để lập nhà, thằng quan lính An Giang mới bổ sung về trung đội thông tin, vớ được một ổ sáo non ba con.
Nó hốt cả ổ vào mũ rồi bưng về. Những cái mỏ há ra, viên mép còn vàng chóe. Blackjack gào lên suốt cả ngày đòi ăn. Cào cào châu chấu con nào bằng đầu, con nào nhọn đầu cạp tất không phân biệt, không cãi cọ, thậm chí đánh nhau như lính mình. Hầu như lúc nào chúng nó cũng đói, cũng tranh nhau ăn, kém một miếng là khó chịu. Cho uống nước còn đơn giản hơn. Thằng quan trụm miệng lại, phun một bãi nước miếng vào những cái mỏ đang há. Nó bảo như thế cho sáo nó nhớ chủ. Bây giờ thì bọn sáo đã biết bay chuyển. Trên cái mỏ vàng là một túm lông màu đầu rìu lúc dựng lên, lúc cụp xuống, giữa đôi mắt linh lợi, nhóng nhánh đen trông rất ngộ. Anh Nhương bỏ mấy ngày liền đan một cái lồng quả chuông, xí con khôn nhất rồi xách về lán mình. Từ khi có bọn sáo này, buổi sáng không ngủ muộn được. Vì mới bảnh mắt, chúng nó đã gào điếc cả tai, đòi ra ngoài. Sạch sẽ, cảnh quất lắm nhé. Cửa lồng vừa mở là bay vù ra cây đổ nằm ở giữa suối. Quạt đuôi vẫy cánh, quạt nước tắm vung xí mẹt. Sáo thì tắm mưa, xài bét. Cả những hôm không mưa, bọn sáo này cũng tắm. Vệ sinh tỉa tót đã đời xong, lại bay vù vù, về sâu vào rỉa bung cái nắp lồng, nhốt châu chấu, làm bữa điểm tâm. Bọn này rất khôn và lanh lẹ. Có lần tôi ngồi thái thịt thỏ do anh Nhương với thằng Lé săn về đêm. Ba con sáo thèm rõ rãi. Tất nhiên là nhảy chân sáo, lần la đến bên cạnh, rỉa lông rỉa cánh. Chúng nó làm như không thèm quan tâm đến sự đời. Ấy thế mà đánh nhoằng một cái, một con lao vào cướp được miếng thịt trên thớt, rồi bay vù lên cây. Theo phản xạ, tôi vừa kịp hô tay, xua, thì con còn lại lao vào. Mỗi con tha một miếng to tướng, rồi biến nhanh như điện. Quái kiệt, cũng dương đông kích tây, chính diện vu hồi bài bản. Lúc đầu tôi còn buồn cười, nhưng về sau lại đâm lo. Nhìn chúng nó ngúc ngoắc cái cổ, cố tọng miếng thịt to tướng, đến phát nghẹn mà đâm hoảng. May mà mãi mới nuốt được. Sáo là loại chim dễ thuần dưỡng và rất quyến người. Đi đâu chỉ huýt một tiếng sáo là chúng nó theo liền. Con vù vù bay trước, con nhảy chân sáo ở theo sau. Con đậu trên vai vùi đáo để. Thằng quan kiếm ớt rừng chín về để cho nó ăn, rồi mau biết nói. Chẳng cách ly gì giáo, cũng chẳng cần phải phủ lồng cầu kỳ. Đến kỳ thích nói, thích nhại thì cứ leo lèo. Con nuôi của lính thì đương nhiên ngôn ngữ cũng là của lính. Toàn những từ nhảm nhí hay chửi thề thôi rồi. Có lần các cán bộ đại đội đang họp trong nhà tiểu đoàn. Anh Chính Chép đang đứng lên phát biểu. Con này đậu cửa sổ, nghiêng đầu ghé mắt trông thấy, buông luôn một câu. Tuy còn hơi ngọng, nhưng mọi người đều nghe rất rõ. Chính Chép, Chính Chép, mẹ Chính Chép. Mọi người bật cười ồ lên. Anh Chính tức điên ruột, nhưng không làm gì được. Gậy ông đã đập lưng ông. Ai bảo mỗi lần đến thông tin chơi, toàn dạy bọn sáo chửi thề. Bọn nó nhại lại, xong mới chịu xì châu chấu ra. Côn ca keo ơi, xì ây con còn. Đây là một bài dân ca Campuchia rất phổ biến. Những người lính Việt Nam đến chiến đấu, cộng tác ở bên ca, chắc chắn ai cũng thuộc một vài câu. Mấy thằng lính trung đoàn tôi ra ga lĩnh gạo và vũ khí, khi gặp mấy cô gái dân bạn cũng gân cổ hát bài này. Có điều chúng nó đã sửa lại lời rất quái quỷ. Côn cà keo ơi, CA pu thum thum, tức là chim sáo ơi, mày ăn phải cái gì cái bụng to to. Lời hát trêu chọc tuổi thanh niên vô tư, hồn nhiên, làm các cô rúc rích cười hay đỏ lựng cả mặt. Trung đội thông tin có 3 con sáo, thằng căn đại đội 1 xin một con, quân lùn bê phó đại đội 2 nói hã giọng. Sau phải mang đến một can rượu, đón về một con nữa. Còn lại một con duy nhất, thôi thì niềm vui chia ba vậy. Ở đâu cũng có chim sáo, dù nước Việt hay Campuchia, sáo đậu cảnh đa hay con sáo qua sông trong câu dân ca. Sáo đẻ dưới nước trong ví von ca dao, sáo đậu trên lưng châu bắt giận giữa trưa nắng. Sáo sập xòe bay, vô cao cao châu chấu trên những thửa ruộng vừa mới gặt buổi chiều tà. Con sáo thật thân thiện với người nông dân, với những trẻ em mục đồng, với những người lính như chúng tôi. Những con sáo là bạn, là hiện thân của mục đồng,
của những kỷ niệm thanh bình là đồng chí thông tin lắm lời của trung đội. Những khi có khách, có khách, những buổi trưa yên tĩnh, nghe chúng nó hót, díu gian trò chuyện, hoặc chỉ lúc rúc trong cổ họng, nơi đầu lán, cũng thấy lòng dần thanh thản. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghe tiếng nó loách choách một lúc, là đã thấy cảnh đồng quê hương đang trải tháng 10 trước mặt, vàng như thế và cũng thơm như thế. Rồi bỗng dưng con sáo ấy lìa đời, thương lắm. Nó lìa đời bởi cái sự dân chủ, nói đúng ra là chim chủ, nửa vời của anh Nhương. Cứ mỗi chiều tối, chén cẫnh xong là nó tự giác nhảy vào lồng. Bố này còn cẩn thận đi chốt cửa lồng lại, để làm chó gì không biết, nhẹ ra cứ để ngỏ cửa, coi đó là cái nhà của nó, chứ đừng coi nó là cái lồng của mình, thì còn có cơ hội thoát thân. Nó còn được hót. Mỗi sáng thức dậy, tôi bỗng thấy lạ lạ, vì không nghe tiếng nó đòi ra như mọi khi. Giật mình vùng dậy, tôi chạy đến ngó vào lồng, bỗng thấy sởn gai ốc. Một con rắn sành lét, mình sọc dưa, dài gần đến 2 mét, đang nằm khoanh trong lồng sáo. Nó đang ngủ, khoảng giữa thân phình lên một cách quái dị. Chính nó đã nuốt chửng con sáo của chúng tôi mất. Hỏng rồi, buốt hết cả ruột. Thói tham ăn cũng làm hại con rắn. Cái bụng phình không cho nó rút trườn qua cái lồng được. Cạch cỡm, kênh kiệu và ngu đần hết phường giá áo túi cơm. Không chui ra được thì bố mày nằm ngủ. Tôi điên tiết khều cái lồng sáo xuống rồi gọi tất cả dậy. Cả trung đội thẫn thờ nhìn tình cảnh ấy. Phát gậy đầu tiên của anh Nhương chọc cái lồng sáo lăn nghiêng. Con rắn tỉnh giấc, ngo ngoe cái đầu bé tí tìm kiếm lối ra. Phát gậy thứ hai của tôi nhằm thẳng vào đầu con rắn vụt tới. Cái đầu nát toét mắc vào nan lồng. Thân mình nó xoắn lại gồng lên. Một trận mưa gậy khác dần nó. Và cả cái lồng từ đầu đến đuôi nát bấy. Chỉ chừa lại khúc giữa theo yêu cầu của thằng quan. Thằng này vừa khóc vừa sợ con sáo trong bụng rắn bị đau thêm lần nữa. Mẹ cái loại bò sát máu lạnh kinh tởm này. Từ đó cứ cặp rắn, bất kể độc hay không, chúng tôi chọc phang cho kỳ chết. Thường thay tiếng hát trong trẻo, tinh khiết giữa trời xanh, bây giờ chôn trong cái quan tài dạ dày, nhầy nhụa và hiểm độc ấy. Vùng rừng này không những rắn mà các loài động vật khác rất phong phú. Đất nước Campuchia rừng rộng người thưa, nay càng thưa hơn sau nạn diệt chủng và sau chiến tranh. Rừng nhiệt đới và thú hoang phát triển tự nhiên, sinh sôi nảy nở, con đàn cháu đống luôn. Cách sau nhà tiểu đội truyền đạt chỉ 50 mét là dãy rừng le mà chúng tôi hay vào đó lấy củi cho anh nuôi. Cũng có lúc vào bẻ le khô về bó lại làm đuốc để soi cá suối. Thằng nào đi chặt le là cả một vấn đề. Đầu tiên, một hội chơi tiến lên ghi điểm. Hồi đó không có vụ đánh phỏng, được mở ra. Hai thằng bét hội ôm hận và vác dao vào rừng. Sau khi trang bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân, giày cao cổ, loại của Việt Nam Cộng Hòa cũ, nhét vào ống quần cẩn thận, tay áo buông xuống vì trong đó rất nhiều muỗi và vắt. Hai con dao quắm, kiểu dao của dân bạn, có cán dài, cực sắc. Thêm một khẩu AK chéo lưng nữa là lên đường. Bữa đó tôi và thằng Hải Cụt dính chấu, phải đi lấy củi do bị chúng nó quây. Gọi là Hải Cụt vì nó bị mất một ngón chân cái do quả cối 120 chui đúng ngầm chỉ huy trong trận cầu Brasut. Không chết hồi đó, bây giờ vẫn đi vác củi được là may rồi. Hậm hực cái gì? Trong rừng nghe tiếng chúng tôi chặt le, rút le chí chát. Những con rắn ráo dài cả 2 mét nghe động quăng mình chạy rào rào trên vòm lá. Những bụi le đan vào nhau tạo thành những đường hầm tối tăm phủ đầy lá mục. Trên đó không một loài cây nào có thể mọc được vì thiếu ánh sáng. Rắn chàm quạp hay ẩn mình phục kích trong thảm mục như thế. Giống này da mốc thếch và béo một cách kỳ dị. Cái đầu bệnh ra hình tam giác, gắn lên một cái thân ngắn tũn, trông rất bần tiện. Nó mà đập trúng phải cái gì thì xong đời. Trong khi hai thằng đang phát một bụi le khô, tôi bỗng nghe tiếng rít đanh một cái. Dưới chân thằng Hải, một con rắn chưa từng thấy, bị đè chặt bởi đế giày, đang gồng mình, mổ côm cốp vào cổ giày. Thằng này tiện dao, lia xuống một đường đứt đôi con rắn, rồi nhảy cẫng ra chỗ khác. Hai nửa thân mình màu đỏ
chói loang, đèn loang quăng quần quại một lúc thì mới chịu nằm im. Con rắn này chỉ dài chừng 0,7 mét, thân lớn cỡ ngón tay cái, nhưng cái màu đỏ và tiếng rít đặc biệt ấy, lần đầu tiên tôi được biết tiếng rắn kêu. Thế chưa kỳ lạ bằng lúc vác le về, đi qua cây xoài mút độc lập ở giữa trảng. Cây này nhỏ thôi, mới cao chừng 5-6 mét, do mọc độc lập nên rất nhiều cành ngang. Tới đó hai thằng quẳng hai bó le dài đã bó kỹ rồi nghỉ hút thuốc. Ngửa mặt phà khói thuốc lên cây, tôi thấy rất nhiều cành nhỏ màu xanh đâm ra tua tủa. Mà sao nó không có lá? Định hồn nhìn kỹ lại thì cha mẹ ơi, toàn rắn không. Những con rắn lục đuôi đỏ quấn chặt mấy vòng đuôi vào một cành nhỏ, còn thân mình đuỗn ra đù đưa hệt như một cành xoài gió. Vô phúc cho con chim hay con bọ nào mỏi chân đứng trên những cành xanh chết chóc đó, mà lại là sáo tụ đông như thế, có đến hàng chục con. Cứ thế về cây này dự hội nghị vậy. Anh Ki, nhà tự nhiên học của tiểu đoàn, bảo đấy là hội rắn. Rắn mà cũng biết hội họp thì kinh khủng thật. Cơm nước xong xuôi, một hội tiến lên nữa lại được tổ chức để xem thằng nào phải lãnh trách nhiệm vặc đuốc soi cá. Tất nhiên hai thằng đi chặt le làm đuốc lúc chiều được miễn. Sau một hồi đập tay chàn chát, đỏ mặt tía tai cãi cọ trong hội bài khổ sai đó, hai nạn nhân được xác định mà không kêu vào đâu được và lên đường. Đuốc được châm cả hai đầu, chúng tôi soi cá ở những đoạn suối trong đội hình đóng quân của tiểu đoàn, không dám ra xa. Thằng Vĩ vác đuốc đi trước, kế đến là anh Nhương vác con dao. Anh Ki đi bên cạnh cầm nơm, tự đan, làm gì cũng được tuốt. Thằng Ban Chố xách giỏ và tôi tự nguyện xách súng đi sau cùng. Suối Đam Rây mùa mưa hung dữ là thế, mà đến mùa khô lại hiền hòa chảy. Nước trong vắt và lạnh buốt riu riu luồn qua chân. Tránh những chỗ nước quẩn ra, vì tại đó không sâu lắm, không ăn thua gì. Kiểm chứng một bãi cát bồi, suối chảy nhẹ và cỏ phủ xum xoa trên mép nước là ăn chắc nhất. Những con cá lóc đen bằng cổ tay nằm bất động theo chiều ngược suối, đuôi hơi ve vẩy, sập nơm vào là ngon. Còn bọn cá măng suối, giống cá này hệt cá hồi, ăn rất ngon, thì tinh hơn, cứ láng tráng đảo qua đảo lại, vếch mõm lên ngắm lửa. Bọn này phải dùng dao khử, có nhát dao lia ngọt quá, đứt đôi thân cá. Những loại cá đuôi vàng, cỡ ba ngón tay thì không thèm chấp. Đêm mùa khô, hôm nào cực lạnh thì không cần nơm với dao làm chi cho mệt. Cứ khe khẽ lùa hai bàn tay vào những đám cỏ lòa xòa kia. Giờ đi giờ lại, nhẹ nhàng như gỡ mìn vậy. Cá bị cóng ngủ rất sâu. Chạm tay vào cũng không phản ứng. Hai tay cứ thế kéo lựa rồi chụp thả vào giỏ. Hết nửa bó đuốc là giỏ cá đã đầy. Giờ thì đi về, đi cho nhanh. Vì tàn đuốc soi đường rơi xuống đất thu hút rắn bu về phía sau. Rắn độc rất khoái tàn đuốc. Chẳng thế mà các cụ bảo theo đóm ăn tàn là để chỉ bọn rắn này. Có gì lạ đâu, tàn đuốc mới rơi còn than hoặc còn nóng, mà rắn độc mắt thì kém. Để bù lại, nó có một cơ quan tầm nhiệt nằm ngay dưới hốc mắt. Cơ quan này hết sức nhạy cảm với bất kỳ nguồn hồng ngoại nào. Thấy tàn đuốc rơi, bọn nó tưởng là con mồi máu nóng nên lặng lẽ trườn theo để săn mồi. Cũng bình thường như đi soi cá, kiếm củi hay trồng rau. Mỗi tháng đôi lần, tiểu đoàn 4 lên đường truy quét địch, để lại một bộ phận nhỏ gồm toàn những anh em ốm yếu ở lại trông cứ. Cứ mở sáng là lích kích chuẩn bị lên đường. Lần này lại lên đường vào mục tiêu A3, gạo mang 4 ngày. Tịnh Đen khoác máy 2W xuống đại đội 2. Đại đội đi đầu do Cáp Đen chỉ huy. Hai ông Đen đi với nhau, ắt sẽ xảy ra chuyện. Tịnh Đen hiện bây giờ là ông chủ xưởng mộc mãi trên Tuyên Quang. 30 năm nay vẫn chưa trắng ra được tí nào hết. Sau khi hàn huyên hết đôi lít rượu, anh ấy đồng ý cho tôi kể chuyện này và giữ nguyên tên thật. Có cái quái gì mà phải giấu? Phó thưởng dân, cán bộ cắn bẻo đâu mà phải lo về quá khứ để mà đấu đá leo cao. Lo làm ăn chết mẹ còn chưa xong. Hắn quê ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, vào đơn vị chiến đấu trước tôi mấy tháng. Tay này nghịch ngầm,
và hay xem trộm thư của người khác, rồi lôi ra bôi bác rất khó chịu. Thời đang chiến dịch tổng tiến công Phnom Penh, chúng tôi chưa được công khai sử dụng chiến lợi phẩm, nên bữa ăn toàn là cá khô, mục mang từ nước sang. Hành quân liên miên cả ngày lẫn đêm, làm chó gì có thời gian mà cải thiện. Ăn uống kham khổ. Thế nhưng thằng Hải Thái Lọ, truyền đạt khi viết thư về nhà, lại kể đại loại như gia đình đừng lo, chúng con bên này ăn uống, phủ phê toàn gạo trắng. Campuchia là đồng bằng to nhất của sông Mekong, lúa mọc hoang đầy đồng. Thực phẩm thì toàn ăn tươi, ăn phát ớn. Nó viết như thế chắc để gia đình yên tâm. Thịnh Đen vớ được đoạn đó. Cứ đến bữa ăn, nhìn thấy cá mục, lại quay sang thằng Hải, lên giọng lải nhải. Toàn cá tươi ăn phát ớn. Toàn cá tươi ăn phát ớn. Thế thì bố thằng nào mà chịu được. Thằng này tức quá, hắt nguyên một bát nước mắm cá mục vào người cha Thịnh. Cả hai quăng bát đũa, lao vào chiến nhau giáp lá cà. Anh em xúm vào, giằng mỗi đứa ra một nơi. Tết năm 1979, khi viết thư cho con em gái, người hùng trung sĩ nhất, tôi bệ nguyên đai nguyên kiện một câu của đài BBC, nghe được trên radio vào trong lá thư ấy. Khmer Đỏ không chịu nổi sức tiến của chiến xa và pháo nặng, tan rã trong vòng chưa đến một tuần. Cụm từ này hấp dẫn tôi ghê gớm. Anh Thịnh động trộm được, cứ thấy tôi lại gân cổ cò. Ui ui, chiến xa với pháo nặng đến kìa. Chẳng nhẽ lại đập cho mấy cái bẹt mặt. Nhưng hắn to con hơn, nên chỉ lầu bầu chửi lại. Quê Vĩnh Tét mà mắt tinh gớm. Vĩnh Phú ngày xưa nhiều người đau mắt, nên lính ta bôi bác gọi là tỉnh Vĩnh Tét. Tét mắt là tại Hướng Đình, cả làng em Tét chứ mình em đâu. Nhưng lần này Tư Thịnh phải gặp Thương Cáp. Ai chà, chuyện là thế này. Đợt truy quét đã kéo dài sang đến ngày thứ ba. Cả đoàn đang chuẩn bị hành quân về cứ, thì trung đoàn lệnh xuống là D4 đứng chân tại chỗ, cho các đại đội tản ra bố trí đón lõng vì tiểu đoàn 6 đi mũi sườn, vừa diệt địch. Địch đang chạy về hướng tiểu đoàn 4, bọn D6 gặp một đơn vị địch đang hành quân, có cả một con voi chuyên chở vũ khí đi lẫn trong đội hình. Bộ đội tiểu đoàn 6 thực hành xung phong tàu ngộ chiến, phát B40 đầu tiên phá toang cái bụng khổng lồ, con voi lật nghiêng chết không kịp ngáp. Cả đại đội địch chỉ kịp bắn lại vài phát rồi bỏ chạy, bỏ lại chiến địa hơn chục xác và rất nhiều vũ khí mới. Chắc bọn này tải vũ khí từ Thái Lan về Biển Hồ. Tiểu đoàn răng ngang đội hình chờ địch, chờ mãi mà không thấy đâu. Không biết nó chạy hướng nào, gạo chỉ còn đúng một ngày. Anh Cáp Đen sốt ruột, bảo Thịnh Đen về gọi tiểu đoàn liên tục. Gì chứ để lính đói thì không chịu được. Gọi đến lần thứ ba, cùng một thông tin như thế. Tiểu đoàn điện xuống, lệnh cho bớt khẩu phần lại, nấu cháo mà ăn, chứ không được rời vị trí phục kích. Thịnh Đen dí tổ hợp vào tai anh Cáp, bảo nghe cho rõ, đừng có hỏi tôi nữa, tốn cả pin. Cáp Đen phát khùng, thẳng tay tương một quả đúng giữa mặt cha này. Không phải tay vừa, Thịnh Đen vớ ngay khẩu AK của thằng liên lạc, mở nấc, nhè cẳng Cáp Đen điểm xạ 2 viên 1. Cáp Đen nhảy cẫng lên theo nhịp bắn như trẻ con nhảy dây, rồi chạy xuống B2. Thịnh Đen sau mấy loạt bắn dọa, quăng súng ngồi thừ ra. Tại đội 2 báo về tiểu đoàn, anh nhường cho thằng Vĩ xuống tay. Sau đợt truy quét đó, Thịnh Đen khoác ba lô chui hầm giam của vệ binh trung đoàn một tuần liền. Lang thang lao động đào hầm ngoài ban tác chiến một thời gian nữa, thì nhận quyết định tước quân tịch, đuổi về địa phương. Chỉ một cơn điên giận bất thường, cuộc đời người ta đôi khi rẽ sang một ngã khác, may mắn hơn hay bất hạnh hơn. Điều ấy chỉ có số phận mới biết được, mà số phận cũng như con tạo, hoặc tệ hơn nữa là ông Tơ Bà Nguyệt, thường tính đỏng đảnh và đồng bóng. Trong lần truy quét độc lập ngay sau đó của đại đội 2, khi đang mắc võng chuẩn bị chỗ nghỉ đêm bên bờ suối gần Phum Khờ Rang Sava, thì thằng liên lạc của anh Cáp Đen đá vài mìn. Thằng địch cài mìn rất tai quái, nó hẳn là một tay trinh sát hoặc thợ săn có kinh nghiệm. Lần này nó chọn địa điểm là một bờ suối đẹp, cách đường bò khoảng 20 mét, cây rừng chỗ đó thưa, cách nhau đủ một tầm mắc võng, nhìn rất mời mọc. Chỗ này nếu lội suối thì phải dồn đội hình để sắn quần, nếu nghỉ chân thì khoảng rừng sát bờ này là một nơi lý tưởng. Thằng liên lạc nhanh nhẩu xí ngay cái chỗ định mệnh ấy. Lúc đi đại đội 2 đã dừng chân tại đây an toàn,
nên lúc về nó có phần chủ quan. Không bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông, không bao giờ đi hai lần trên một con đường bò. Anh cáp đen quên điều ấy mất rồi. Quả mìn KP2 nhảy lên chớp sáng trong buổi chiều tối. Cáp đen vẫn còn thều thào dặn với: "Các em chuyển đội hình ngay, xuôi xuống suối, đừng lội ngược, lộ nước đục, bình tĩnh, đi thưa ra." Rồi mới chịu tắt thở. Trời ơi, ngày trước bao giờ anh ấy cũng chúng bay thế này, chúng mày thế nọ, có gọi các em bao giờ đâu. Đúng là con chim trước khi chết hót tiếng yêu thương, con người trong phút lâm chung nói lời nói khôn thiêng. Người anh hùng thô lỗ, người anh chuyên nhận lỗi về mình. Cây nhậu rời gầm của tiểu đoàn tư đã già đi. 24 tay súng của đại đội 2 võng thi thể cáp đen và thằng liên lạc lặng lẽ xuôi nước theo lời trang chối, bình tĩnh triển khai đội hình nghỉ đêm cách điểm nổ mìn 500 mét. Thằng Vĩ thông tin lúc đó đang trèo cái cây gần đó để mắc anten vì sóng kém nên an toàn. Nhưng máy hải oát bị mảng văng làm hỏng, mất liên lạc. Cả tiểu đoàn xôn xao, sốt ruột. Hôm sau đại đội 3 được lệnh hành quân theo đúng lộ trình tác chiến của đại đội 2 đi tìm. Vừa ra đến đầu phum Cơ Ba Tơ Hia thì gặp lại nhau. Lính đại đội 3 xông vào cáng đỡ tử sĩ ra thẳng trung đoàn bộ. Anh em đại đội 2 nhường cáng nhưng không một ai quay trở về cứ. Cứ thế cả hai đại đội đưa cáp đen và thằng liên lạc ra bầm nắc. Thằng liên lạc này cũng mới vào bổ sung đoàn vừa rồi. Tôi không sao nhớ nổi tên, chỉ biết thằng em quê ở An Giang, năm đó mới 18 tuổi. Đã gọi rất nhiều đến các anh em đơn vị đại đội 2, còn được trở về. Còn liên lạc được ở với nhau, những tên tuổi chú em vẫn bật vô âm tín, không còn ai nhớ nổi tên. Thôi chú em đừng trách, em cũng như một con sáo nhỏ, con chim trích trên con đường xa vạn dặm. Các anh tiểu đoàn tư vẫn nhớ đến em luôn, người liệt sĩ vô danh yêu quý. Mùa khô cuối năm 1980-1981, trung đoàn có lệnh hành quân lên biên giới Thái Lan. Cán bộ quán triệt nhiệm vụ đến từng người. Không hiểu sao cái động từ quán triệt này trong quân đội rất hay dùng, kể cả hiện nay. Động từ này chắc có từ thời các cụ đánh Tây trên Việt Bắc. Các đồng chí nhà ta nghe thấy nó hách, nó kêu nên rất khoái dùng. Giết dần thành quen luôn. Quán triệt nhiệm vụ có nghĩa là nhất quán, triệt đề trong nhiệm vụ. Thế thì nói cụ nó là giao nhiệm vụ, thông báo nhiệm vụ đi cho nó rồi. Từ này là đặc sản của quân đội. Ra khỏi môi trường đó, lính thường quên luôn. Nhưng nhiều bác có 20 năm thâm niên quần ngũ, khi về hưu vẫn quen quán triệt, vợ hôm nay phải nấu món giả cầy, hay quán triệt con, đừng có ị bậy, trông nhà cho tốt. Có cái chuyện vui này. Một bác cựu binh qua đời, anh em bạn bè đến viếng, nhìn qua tấm kính quan tài, bỗng kêu ầm lên: "Ơ kìa, mồm vẫn mấp máy, đã chết đâu, cứu, cứu mau." Đàn chủ lúc đó mới vòng tay thưa rằng: "Mong các bác thông cảm, lúc sinh thời cụ nhà em vốn là chính trị viên, làm công tác tuyên huấn, thế nên cụ đi thật rồi, nhưng miệng vẫn mấp máy quán triệt thế đấy ạ." Cách viếng chỉ còn biết, mọi người nén thương đau, nghe thưa mà cúi đầu. Trừ một bộ phận ở lại trông cứ, đơn vị chuẩn bị hành quân trang bị mang theo vũ khí nhẹ, máy điện thoại, máy 2W, hỏa lực cối 12L8, DK82 để nhà tuốt. Tất cả chỉ mang AK như bộ binh. Sau bữa cơm trưa ăn sớm, toàn tiểu đoàn lên đường ra ga bầm nắc. Ra đến nơi mới biết không chỉ đơn vị mình mà lên biên giới còn rất đông các đơn vị khác trong sư đoàn. Trung đoàn 1, trung đoàn 2, trung đoàn 3, các đơn vị trực thuộc sư đoàn. Thậm chí các sĩ quan trợ lý trong ban tác chiến, ban chính trị trung đoàn tôi cũng lên đường. Đồng hương đồng khói, bạn bè gặp nhau tíu tít. Đúng 15 giờ, đoàn tàu quân sự chuyển bánh, trực chỉ ga Pô Sát. Cung đường sắt này dài trên 30 cây số, quanh co toàn rừng núi, tàu chạy chậm khoảng 15-20 km/h. Lính sư đoàn ngồi đặc cả trên nóc toa, chuyện vãn, đốt thuốc dê mù mịt còn hơn ống khói đoàn tàu hơi nước. Lúc chạy qua các cứ tiểu đoàn 5, lính ở lại trông cứ ra sát đường, vẫy tay tạm biệt. Nhà cửa vườn rau sàn sát, áo lính phơi răng mắc ở trên dây, cứ như tàu đang đi qua cái làng quê nào đó. 5 giờ chiều, tàu vào ga Pô Sát,
các đơn vị nghỉ đêm tại thị xã, chờ xe J-29 vận tải sư đoàn bốc vũ khí và gạo. Tiểu đoàn bộ nằm luôn tại nhà ga. Trung đội thông tin kiếm một cái nhà hoang trên con đường song song với bờ sông để ngủ tạm. Những căn nhà hoang ở thị xã này hồi đó đầy rẫy. Ăn cơm chiều xong, tìm mãi không có chỗ nào lấy nước. Tôi đành mò ra bờ sông, dốc đứng, múc đại một bình tông 5 lít. Nước sông pua sát, mùa khô đục ngầu, nhưng có hề gì. Thằng Sơn ba tai xách đâu về được nửa cái lốp xe con. Chúng tôi đốt trước cửa nhà thay cho đèn. Các đơn vị khác cũng bắt trước. Cả một dãy phố nhập nhoạng trong dãy đèn đường tự tạo ấy. Những ngọn nến đêm Giáng sinh của chiến tranh, đêm mùa khô thật lạnh, trời càng lạnh, sao trời càng sáng. Một thằng say trong cái hội nhậu nào đó bên kia sông giống lên hát, giọng khê nồng. Xin em đừng qua vùng cỏ hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh vang ca. Sơn ba tài không biết nghĩ cái gì, tần ngần kéo ra kéo vào mãi cái cửa sắt dị. Đột nhiên gào với sang, lạc cả giọng. Nó ở nhà lấy chồng mẹ rồi. Tiếng hát bờ sông im bặt. Phút sau, ba phát AK nã thẳng vào căn gác nhà chúng tôi đang nằm. Cửa kính trên gác vỡ loạng xoạng. Sơn ba tài lăn ra cười hô hố. Buồn quá, đêm Giáng sinh, không biết em ở nhà làm gì, nhà thờ lớn có đông không? Lính trải chiếu, trải ni lông, nằm dọc trên nền đá hoa. Tàn ấm trà cuối, tôi đi nằm, mãi rất lâu sau vẫn không thể ngủ được, vì cái mùi khăn khẳn, ẩm mốc của ngôi nhà hoang lẫn mùi lốp cao su đang cháy. Lấy cơm anh nuôi ăn sáng xong, Lĩnh thêm cơm vắt nữa. 7 giờ xe chạy, trên xe chở đầy gạo, đạn, cứ 5 thằng một xe. Tôi, anh Ki, anh Hoạch, Sơn Ba Tai, thằng Quan Bảo Kê, một xe gạo. Buổi sáng lạnh, tôi nằm rúc giữa những bao gạo sạch tinh, ngủ vui vì đêm trước thao thức mãi. Sơn Ba Tai thì tiếc hủi hụi, lau bao luôn mồm vì không được áp tải xe mì tôm hay thịt hộp. Từ thị xã Pua Sát vào đến thị trấn Lách khoảng 30 cây số. Đường đi tốt và an toàn nên xe chạy khá nhanh. Đoàn xe chạy thưa, cứ 40 mét một xe. Khoảng 9 giờ xe chạy đến Lách, một thị trấn buồn tẻ. Những nhà quy hoạch cho biết đây là một khu dân cư mới được xây dựng thời Khmer Đỏ. Những ngôi nhà sàn mái ngói cùng kiểu, giống nhau như đúc, nằm thẳng tắp hai bên đường. Những vườn điều, vườn dưa cũng cách đều nhau, trông rất chán mắt. Báu bở gì cái kiến trúc, cái xã hội thủ tiêu cá tính, thiếu nhịp điệu ấy, mà mấy thằng dở hơi ăn cám lợn này cứ thích học mót, thậm chí là bệ nguyên si áp đặt lên nước mình. Đoàn xe vượt qua một chiếc ngầm rất sâu ngay ở rìa thị trấn. Mùa khô mà nước ngập đến quá nửa bánh xe. Bắt đầu đường 56, con đường đất xuyên vào rừng già đến biên giới Thái Lan. Không biết làm từ bao giờ. Nghe nói hồi đầu là những đường chuyên chở gỗ, chuyên chở hồng ngọc từ Tà Xanh, Pai Lin về Biển Hồ của bọn buôn lậu. Dừng mỗi lúc một giày, thỉnh thoảng đã gặp những tổ chốt đường của đơn vị bạn. Lính chốt, mỗi tổ 5-6 người ôm súng ngồi tản từng gốc cây. Khoảng 700-800 mét lại gặp một tổ như vậy. Đoàn xe chạy qua, anh em quay lại vẫn phớt tay rồi lại chăm chú làm nhiệm vụ của mình. Mắt đăm đăm nhìn xa vào phía rừng, nhìn những thân cây, cành cây đạn xé, những hố mìn chống tăng lấp vội, quả mìn đĩa còn lẳng trên vệ rừng chưa kịp mang đi. Chúng tôi biết là đã đến cung đường nguy hiểm. Giữa cái mênh mông hoang vu ẩn chứa rất nhiều điều bất trắc của rừng già. Trông anh em thật mỏng manh và bé nhỏ. Nhiều thằng nói không ngoa, khẩu B-41 phải dài gần bằng người nó. Quần áo te tua hơn anh em tôi nhiều lắm. Mỗi lần lâu lâu không gặp tổ chốt, tôi lại bồn chồn. Những câu chuyện bá láp đang mặn trên thùng xe tự nhiên nhạt dần rồi im bặt. Ai cũng giơ tay vào khẩu súng. Khi nhìn thấy bóng họ từ xa, tất cả lại thở phào như chút được gánh nặng. Chỉ nhìn thoáng qua phút giây, người trên xe kè dưới lòng đường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật ấm áp. Hẳn đấy là tình quân ngũ hay là nghĩa đồng bào, không định nghĩa được. Nhưng tận trong đáy lòng thấy thương nhau ghê lắm. Bọn đại đội 2 chạy trên xe trước chờ thực phẩm. Chúng nó khui cả thùng thịt hộp với mì tôm ở trên xe. Cứ mỗi lần gặp anh em chốt đường lại quăng xuống rào rào. Cả những bịch thuốc dê cũng được ném xuống.
Cáp Đen mà còn sống, ngồi trên xe thì chắc quý như rượu. Anh ấy cũng chẳng từ, lắc lư gầm gừ 15 km/h, trên con đường bụi nghẹt mũi, từ sáng đến chiều tà mới đi được gần 100 cây số. Nghĩa là mới được nửa đường, lính ăn trên xe, uống trên xe, và đi tè thì vịn tay vào thành, tưới luôn xuống đường cho xe sau đỡ bụi. Đoàn xe chở khảm nhíp, đường xấu phải chạy thật chậm, nên máy nóng. Thỉnh thoảng đến chỗ có suối, có chốt của lính ta lại dừng lại đổ két nước. Một lần dừng lại như thế, tôi nhảy xuống rửa mặt mũi dưới suối cho tỉnh táo, rồi vào lán uống nước. Rừng lấn sát vào sân, tôi ra sau lán, lội thêm vào rừng hơn chục bước, định để giải thoát bằng quang cho nó lịch sự con người Tràng An, thì bị quát giật lại. Chú em lính khu 9 chắc mới bổ sung, mặt tái xanh, cầm tay dí mũi tôi chỉ vào mấy gốc cây xung quanh. Má ơi, toàn mìn, dây mìn xanh lét, cái nọ nhằng vào cái kia như mạng nhện. Đấy là toàn mìn địch chúng nó gỡ được, mang về cài lại quanh khu vực để chống đột nhập. Chúng nó cài chằng dây như thế để chống gỡ. Hỏi ra mới biết, rừng ven đường thì toàn mìn, ta với địch cài nhau lẫn lộn. Một cuộc đấu trí chết chóc mà kẻ thua không bao giờ còn cơ hội ngồi rút kinh nghiệm. Trời tối hẳn, đoàn xe bật pha sáng quắc, tăng tốc chạy đến tua cà rốt. Ở đó có một đơn vị của lính ta, hình như cỡ cấp trung đoàn bộ, vì thấy lán trại khang trang lắm. Chúng tôi nghỉ đêm tại đó. Ngày 27 tháng 12 năm 1980, mãi 9 giờ sáng mới khởi hành, vì còn chờ các tổ đi thông đường và gỡ mìn. Mỗi càng lúc càng khó đi, cả đoàn xe lắc lư chảy chật mãi trên con đường heo hút. Những tiếng nổ ùng ngoàng thỉnh thoảng từ xa vọng lại, không rõ tiếng cối hay tiếng mìn. Bỗng một tiếng nổ lớn, rồi tiếng hỏa lực, tiếng đạn nhọn ầm ầm rộ lên ở phía trước, cách chúng tôi khoảng 300 mét. Bộ binh trên xe nhảy xuống rào rào, cả đoàn xe vẫn từ từ tiến thẳng đến nơi súng nổ. Chúng tôi đi giạt ra hai bên đường, cố tránh chiếc xe mình hộ tống một đoạn, vì đấy là mồi ngon cho B-40, B-41 khi bị phục kích. Cánh lái xe cũng lì, bộ binh tiến đến đâu, xe cũng theo đến đấy. Có tiếng súng nổ, nghĩa là có quân mình. Lâu không chơi trận nào, giờ nghe tiếng súng, lính tiểu đoàn 4 phấn khích ra mặt, muốn đến đánh hôi. Hai thằng lính sư 339 chạy sông sọc, ngược đường đón chúng tôi. Chúng nó nhắc chúng tôi không được vận động sâu vào hai bên đường, vì tại đó có đầy mìn. Lên đến nơi thì tiếng súng đã dứt. Một trung đội địch đi phục xe bị dính quả DH, lính ta gài, ngụy trang trên cây. Quả mìn định hướng vào nơi vị trí đặt bẫy điểm hỏa. Năm thằng địch người nát bét, một thằng nữa chắc xạ thủ B-40 đi gần, bị hơi mìn thổi vào mảnh kích nổ liều phóng, mấy quả đạn ở trên lưng. Lưng tan tành xác pháo, không còn hình hài. Phải công nhận, mấy thằng chốt sư 339 này là bậc thầy, là chuyên gia về mìn. Chúng nó có những con đường riêng để chui rừng, được đánh dấu bằng những ký hiệu riêng chỉ mình chúng nó biết. Thỉnh thoảng phải dấp lại, phải thay đổi, tạo con đường khác để phòng địch phát hiện cải lại. Cũng như bảng mật danh của thông tin tiểu đoàn tôi vậy. Nhìn chúng nó chạy đi chạy lại, thu súng giữa rừng đặc những quả mìn mà thấy ghê quá. Bọn địch chuyên quen ăn bén mồi quãng này. Ngày thì phục xe, đêm thì tập kích, chắc tận đến già. Tôi nhớ đến những người hy sinh vì quả mìn của tiểu đoàn 4. Giờ này dưới suối vàng, chắc anh Quang, anh Cáp Đen, thằng Túy với chú em liên lạc đại đội 2 cũng đỡ tủi hận. Tối hôm ấy chúng tôi đến khu 20 nhà. Sư bộ đoàn 339 chỉ còn cách biên giới gần 30 cây số nữa theo đường chim bay. Các tiểu đoàn trực thuộc đóng quanh căn cứ này, gọi là khu 20 nhà vì cái doanh trại sư bộ này lúc đầu chỉ vỏn vẹn có đúng 20 căn nhà. Này đã đông hơn, nhiều nhà hơn, nhưng cái tên ban đầu vẫn được dùng. Nói đến khu này, không chỉ lính sư 339 mà còn nhiều đơn vị khác trong mặt trận 479 chắc cũng nghe danh. Từ mặt trận 479 là để chỉ mặt trận hợp thành bởi quân đoàn 4, quân khu 7, quân khu 9. Dẫu chỉ có 20 nhà, nhưng lúc đó nó là điểm đến, là thủ đô của đại ngàn biên giới này. Ở đó có nhà cửa thực sự, có vườn rau, sân bóng chuyền. Ban đêm thậm chí có thể đốt đèn măng sông những khi cần thiết mà không sợ bị ăn cối.
Chúng tôi nhảy xuống suối tắm sau 2 ngày hành quân ròng rã. Đang vốc nước hò hét té nhau lộn bậy thì tất cả ngẩn người ra nhìn. Từ trong cái nhà nhỏ gần đấy, một cô gái bé nhỏ trong bộ quân phục gọn gàng xách đôi thùng ra lấy nước. Những thằng đực dựa đang nổng nỗng trang phục Adam ngồi kỳ cọ bên mấy hòn đá mồ côi giữa dòng nhảy xuống nước đùng đùng. Lời chào và nụ cười còn mát hơn nước suối nữa. Dạ, các anh mới vào. Tiếng cô gái đồng bằng sông Cửu Long nghe dễ thương quá chừng. Trừ tôi mới đi phép, còn lại toàn những thằng mấy năm trời chưa gặp, chưa được nghe tiếng con gái Việt. Cả bọn cứ há mồm ra đớp lấy từng lời. Thằng quan may mắn xí nhận đồng hương, rồi hẹn tối ra chơi. Cô lính nhỏ cũng quái, mỉm cười bảo thằng quan đứng lên xách hộ thùng nước về thì mới nhận đồng hương được. Cả bọn cười ồ lên. Thằng này cứng họng, chắc cũng cứng cả người nên nó đỏ hết cả mặt. Ngày 28 tháng 12 năm 1980, tiếp tục hành quân, mới sáng ra đã thấy máu. Đến một khúc cua đi ngược hướng chúng tôi là một toán người. Thằng tú binh địch đi đầu, khuôn người đậm thấp của nó lom khom, khoác trên vai còn mễn khoảng 30 cân, lồng bê bết máu. Chúng nó buộc 4 cẳng con mễn bằng khăn cà ma của thằng địch với giày võng, như kiểu người ta buộc quai bồng, bắt thằng này khoác. Cái đầu ngúc ngoắc theo nhịp đi, máu vẫn nhều ra từ mõm, con thú bị dính mìn cài. Còn thằng tù binh thì trong tổ đi cài mìn, bị trinh sát phục, vồ được sau khi diệt 2 thằng khác. 2 thằng lính mình đi sau áp tải, mặt xanh bụng, AK-55 trong tay. Kế đến là 2 cái võng, có 4 thằng thay nhau khiêng. Hỏi với xuống đấy là thương binh hay tử sĩ, thì chúng nó trả lời đấy là bệnh binh, đang sốt rét ác tính nặng, hôn mê sâu rồi. Tôi nghĩ đến trận sốt nhớ đời vào năm ngoái, nghĩ đến cái mùng của tôi đang rách te tua, phải lấy dây buộc túm vào những lỗ thủng. Trông nó chẳng khác gì chiếc vó tàn tạ. Chiều, vào đến khu năm nhà, điểm cuối cùng của hành trình vận tải cơ giới, chúng tôi xuống bốc gạo và các lán lính sư đoàn chuẩn bị trước. Còn quân áp tải tự làm lấy lán ở, đơn vị nào gom về đơn vị đó. Việc này quá dễ, cây rừng sẵn, chỉ trong vòng 3 giờ, 5 thằng chúng tôi đã có một cái lán hoàn chỉnh, mái phủ ni lông, sạp ngủ làm kiểu nhà sàn, ken bằng những thân cây nhỏ, nâng cao khỏi mặt đất 70cm để chống rắn rết. Một phố rừng đông vui nhanh chóng được hình thành. Tối ăn cơm xong thì đi nằm sớm, lưng có hơi đau vì các cành cây gồ lên bên dưới, có hề gì đâu, nếm mật nằm gai há phải 1-2 sớm tối. Đã sắp hết 1 năm nữa rồi. Ngày 29 tháng 12 năm 1980, sáng dậy, sớm ra suối rửa mặt, đánh răng và nghỉ lưng, mà nghe lưng sườn đau ê ẩm, lằn ngang lằn dọc vì cái sạp làm rối. Câu tiễn ngày xưa nằm gai nếm mật phục quốc cho mình, còn chúng tôi nếm gai nằm mật phục quốc cho người, oai hơn hẳn. Ôi, ngài hoàng thân lưu vong thay đổi cứ như chóng chóng. Làm cách mạng bằng máu của người khác hẳn là dễ chịu, còn các nhà hảo tâm từ thiện nữa, ngon thì lên đây mà chặn nạn diệt chủng cho chúng tôi trở về nhà, báu bở cái gì, chán lắm rồi. Nghỉ tại vị trí đóng quân, nghe cán bộ sư đoàn bạn và đơn vị phổ biến các thủ đoạn của địch thường áp dụng trên địa bàn này, thông báo về địa hình cung đường, tải bộ lương thực, vũ khí ra chốt, định lượng vận chuyển thông báo rõ, mỗi ngày mỗi người 17 cân, bằng phân tuốt. Quan cũng như lính, gầy cũng như béo. Một chút rắc rối nhỏ về sự thiếu hụt của số lượng thịt hộp với mì tôm. Anh em nói có quẳng xuống cho cánh lính chốt đường một chút. Hai bên giao nhận khoác tay cho qua. Nói dại chứ địch nó phục bung cả đoàn xe thì cũng phải cấp lại chứ. Có thể nào lại dự đoán hay quyết đoán được chiến tranh? Buổi chiều mấy thằng kiếm tre về đan phên lót trên cái sạp, đêm nay chắc ngủ ngon hơn. 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng gói gọn trong nửa tiếng. 5 giờ 30, đến lán kho, mở ba lô chút gạo vào, buộc chặt và lên đường. Đội hình hàng 1, 2 thằng 1 súng, cứ bám nhau mà đi, bắt đầu leo núi. Núi ở đây không dốc như ở Urang, nhưng rừng trên núi rất dày, con đường tải gạo là con đường Sư 339 mở ra đi từ trung đoàn bộ khu 5 nhà
xuống các tiểu đoàn. Một con đường quả là đặc biệt, nó giống như một đường hầm bí mật chui ngoằn ngoèo giữa tán rừng nguyên sinh. Những cành cây nhỏ xòe ngang chắn lối, chúng nó không chặt mà uốn vào rất khéo để ngụy trang, tránh bọn địch phát hiện. Lòng đường chỉ rộng 70cm, đi không khéo thì túi cóc ba lô mắc cây ở bên cạnh ngay. Con đường đóng lại ban đêm và mở ra ban ngày. Nói thế vì cứ đêm xuống là tổ chốt khóa đường lại bằng các quả mìn dày đặc gai cả hai đầu đường. Sáng hôm sau, có đoàn đi thì bọn nó lại ra gỡ. Chúng nó nói địch cũng có những con đường riêng như vậy. Hai bên rình rập, lần mò, tìm dấu vết những con đường của nhau. Đã phát hiện thì tổ chức phục kích, cài mìn là ăn chắc. Vậy nên yếu tố bí mật được đặt lên hàng đầu. Một trung đội sư bạn trang bị đầy đủ, đi đầu gỡ mìn và dẫn đường mở đường. Một trung đội đi sau chặn hậu, còn lừa ngựa và các nhà bác học đi vào giữa. Leo được chừng 2 giờ đồng hồ thì dừng lại nghỉ ngơi. Phải hạ ba lô nghỉ ngay trên mặt đường cũng theo hàng dọc. Đi lại lộn xộn tràn qua vệ là có thể ăn mìn ngay. Tôi ngồi phía sau, xin anh Ki ngồi trước cách mấy hàng hơi thuốc dê. Truyền qua mấy ông trung gian, đến chỉ còn lại cái top cũng phải ngậm cười, không dám chen lên để lục bồng. Một quãng nữa là bắt đầu leo xuống. Đi giữa lòng suối cạn đầy đá mồ côi to như con heo màu trắng, nước lạnh buốt trong vắt chảy riu riu qua các khe đá. Hai bờ thành suối dựng đứng cao khoảng 50 mét và cách nhau bằng nửa chừng đó khoảng cách, thành ra đi giữa lòng suối nhìn lên trông cực kỳ ngập mắt, giống như những nứt gãy đoạn tầng địa chất hùng vĩ của bang Colorado Mỹ mà chúng ta được xem trên TV. Mấy cái lán chốt lính mình dựng ngay trên bờ thành, nhỏ xíu như những tổ chim. Không chốt ở đó, nó chỉ lăn đá xuống thôi cũng chết ráo. Đoạn lòng suối cạn nguy hiểm, dài khoảng 1 cây số. Ai cũng cố đi thật nhanh. Lên khỏi dòng suối là đến kho trung gian. Chúng tôi trút gạo tại đó. Ăn cơm vắt xong là vội vã trở về ngay. Gì thì cũng phải đón năm mới cho nó đàng hoàng. Trong lúc láo nháo lĩnh đồ ăn sáng sớm, tôi múc được 2 hộp thịt ở kho tuồn sang cho Sơn Ba Tài. Thằng này lấy mũ úp lên, nó để xuống đáy bồng rồi nhanh chóng trút gạo vào, hăm hở lên đường. Ai cũng cố đi cho thật nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến lòng suối đá, hạ ba lô gạo xuống, vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo lại. Chúng tôi nhảy chuyền trên những tảng đá bàn cờ, phần do quen đường, phần do cơ thể đã thích nghi với công việc mới. Sau mấy ngày mang nặng nên con người dẻo dai hơn. Đội hình đến trạm trung chuyển là gần 11 giờ trưa. Chưa thấy ao nhận gạo, đang định dở cơm vắt ra ăn thì có lệnh đi tiếp. Một tiểu đoàn bạn chốt sang đường biên cách đây 4 km bị địch bu bám, vây đánh mấy ngày hôm nay. Anh em không ra chuyển gạo được nên chúng tôi phải thồ ra tận chốt. Kho trung chuyển cử một tổ đi dẫn đường. Ôi chao, đang phấn khởi, khỏe như vâm mà vừa nghe lệnh xong, thằng nào cũng xỉu xuống. Đã thế đi luôn cho sớm, vào đó ăn sau. Cả đoàn trâu gỗ ngựa máy, sư đoàn 9 xốc ba lô lên đường đi ngay. Đi được một quãng nữa, gặp một trung đội bạn mở đường đi ra. Bọn đi sau võng theo 4 võng, 2 tử sĩ, 2 sốt rét ác tính. Võng tử sĩ dường như để lâu mấy ngày nên đã trương ngang. Dưới đáy võng đã thấm ướt, mùi tử khí xông lên nồng nặc. Không ý thức được hành vi, tôi bất giác đưa tay lên chẻ mũi. Một cái tát nảy đom đóm mắt, kèm theo một họng K54 lạnh ngắt dí vào mang tai. Đù mẹ, anh em mình chứ ai mà bịt mũi, tao bắn bể sọ mày. Hố mắt sâu trũng nhưng sáng quắc, đầy những tia căm giận của người chỉ huy đơn vị bạn chiếu thẳng vào mắt tôi. Đờ đẫn hết người, nước mắt tôi giàn giụa, không phải vì đau, cũng hoàn toàn không phải vì sợ. Một cảm giác ân hận và xấu hổ bao trùm không chỉ riêng tôi mà cả mọi người xung quanh. Mọi người lại lặng lẽ lên đường, không ai nói với ai lời nào nữa, từ đấy ra đến chốt. Khoảng 1 giờ chiều, chút gạo xong, tổ 5 thằng chúng tôi chui vào một cái lán chốt lính sư 339, xin ngụm nước rồi ăn cơm vắt. Căn lán thấp nhỏ như một cái lều tạm cho 3 người ở. Xung quanh lều cách chừng 3 mét, anh em mình đắp đất dày khoảng 60 phân,
cao đến quá thắt lưng làm công sự chiến đấu. Mái lều lợp một thứ rất lạ, những chiếc lá giống như lá bàng nhưng nhỏ hơn. Lính ta lấy những thanh le trẻ nhỏ kẹp lại hoặc khâu qua thành từng rãnh rồi đem lợp. Chúng nó bảo đấy là lá trung quân, nhưng bây giờ mới đây thôi, tôi có đọc được một bài báo nói về lá trung quân được sử dụng để lợp nhà khu Trung ương Cục miền Đông Nam Bộ. Trên ảnh thấy khác hoàn toàn loại lá này, chẳng biết thế nào. Những chiếc lá này đốt cũng không cháy. Trông ngoài vào, cái lều lính đó trông như một con rùa đất, đầy vảy màu đen của lá khô. Lều chật quá. Các chủ nhà mến khách lấy mấy khúc củi lăn ra sân cho bọn tôi ngồi đỡ. Anh em sốt rét nhiều, hầu như chưa ai thoát nên gầy nhỏ, môi tái nhợt. Ánh nắng buổi chiều lọc qua các tán lá dày của rừng già, in thêm trên gương mặt của những đồng đội tôi một màu xanh ngắt. Bạn ơi, cùng 20-21, trứng gà trứng vịt, lứa tuổi yêu đời như nhau, đừng xưng anh xưng em làm gì. Tóc bọn tôi cũng dài cợp, nhưng chưa dài như chúng nó. Trên vách, dắt cùng với mấy cái lược nhựa gãy răng, mảnh gương con đã vỡ, chỉ còn một nửa là những lọn tóc rối bị rụng tơi tả do sốt rét quần. Ở rừng thì còn đẹp với ai nữa. Chải đầu soi gương cho khỏi quên mất mình là thanh niên Sài Thành thôi bạn ạ. Nồi nước sâm rừng đặc quánh và nóng hổi được bưng ra. Ba cái bát sắt truyền tay nhau. Nước sâm rừng ngăm đắng, có vị ngọt hậu. Đó là một loại cây thân mộc, cao khoảng 1,5 mét, lá dày bóng loáng, gần lá hình cung. Cây thuốc quý ấy là đặc sản vùng chốt này. Chúng nó thu hái dễ vỏ gân guốc, thái ra từng lát rồi đun nước thay trà. Còn thuốc dê nằm trong một bọc ni lông kín, một loại thuốc dê tôi chưa từng được biết. Nó là những sợi, nói đúng hơn là những cọng to tướng ngắn ngụn, quấn vào, cố rít cũng có mùi thuốc lá nhưng hăng sộc. Hỏi bạn ở đâu ra loại thuốc này thì chúng nó dẫn ra sau nhà. Trên mấy luống đất vun, những cây thuốc lá tự trồng đã bị vặt hết lá. Đã hết lá hút thì chúng nó sử dụng thân, tước ra sấy thành loại xì gà Havana mà khách quý là chúng tôi đang sử dụng. Những hơi thuốc đắng ngắt nhưng chưa bao giờ đậm đà như thế. Đơn vị tôi đã lục tục ngược ra đường, đến giờ chia tay rồi. Tôi lấy chân hẩy cái ba lô của thằng Sơn Ba Tai. Thằng này hiểu ý, gật gật đầu, móc ra hai hộp thịt lúc sáng ăn cắp ở ngoài kho, trịnh trọng đặt lên bàn. Kiêng bắt tay, chúng tôi vỗ vai nhau rồi chia tay từ đây. Ngày 1 tháng 1 năm 1981, Tết Tây, cán bộ thông báo địch đã phát hiện các hoạt động của đơn vị, dứt khoát phải mang súng, không được để lại ở lán. Thay đổi vị trí các quãng nghỉ chân theo hướng dẫn của trung đội trinh sát mở đường, cấm nghỉ tùy tiện. Trở về muộn, hai thằng tôi với Sơn Ba Tai đi tuột xuống cùng trung đội chặn hậu xem bọn nó có cài mìn chặn đường không. Tiểu đoàn 4 ở cứ cài lựu đạn thường trước đội hình, cài cho nó thêm yên tâm mà nhậu, mà ngủ bỏ gác thôi. Ngoài ra nó như cái barrier, vì đêm nhỡ có thằng nào đội đèn đi săn, lại phải vào bê tiền tiêu uống ngụm nước, rồi nài nỉ chúng nó ra gỡ lựu đạn hộ. Mày kiếm được cái con gì thì dây máu ăn phần, kể công xong thì thu lệ phí miếng thịt. Cách gài còn đơn giản lắm, thằng nào kiếm được cái kim băng nhét vào chốt cho trơn đã là cải tiến. Ở đây thì khác hẳn, ngoài những lối cài thông thường, lính ta còn có những kiểu cài khác. Liên hoàn kế là kiểu cài đôi, hai quả mìn răng ngang nối với nhau bằng sợi dây mìn mạnh. Kỹ thuật quan trọng nhất là kiểu cài này phải để làm sao cho dây thật căng, hai đầu dây là hai cái kim cài trơn cắm vào hai cái chốt mìn. Trường hợp địch nó phát hiện và gỡ, thường bao giờ cũng phải co dây một đầu cho trùng mới an toàn. Đầu dây bên kia tụt, thế là ầm. Bà đao kế là lối cài kèm, quả KP2 cài xong, cài thêm đôi quả đạp nổ tại vị trí mà khi ngồi gỡ thì công tác thuận lợi nhất. Tiện tay dắt dê là kế cài mìn ở trên cây. Quả mìn nằm ẩn đâu đó, đang đi vô tình kéo một sợi dây rừng hở hững, chắn lối, coi như giật chốt điểm hỏa. Có đến cả chục kiểu cài khác nhau, kiểu nào cũng tinh vi chết chóc. Hai sinh viên tiểu đoàn 4 quen vận động
ngó các giáo sư sư ba ba chín thị phạm phương pháp cải mìn chốt chặn mà toát mồ hôi hột. Thế mới biết mình còn ngu lắm. Tiệc đầu năm mới với canh xuông lá bứa kèm ớt, thêm vào hai gói mì tôm cuối cùng. Ớt quả mang đi từ cứ đầy nhóc hai cái túi cóc, vỏ ngoài đã nhăn nhau, mai phải tải ra phơi khô, không nó mốc hết. Ăn măng, ăn dâu da hại máu, ăn ớt nhiều chống được sốt rét. Bài thuốc lính truyền khẩu ấy cứ thế mà thực hiện. Sơn Ba Tài tham ăn, cứ nhè những búi mì to nhất mà khoáng đũa chóng mặt. Đằng này đối ngoại thì ngon, sao đối nội kém quá. Trông kiểu nó ăn ngứa cả mắt. Màn sương mỗi lúc mỗi dày, trùm lên bữa cơm chiều xì sụp vị cay xé họng. Bóng tối sụp xuống rất mau. Đêm mùa khô có sương dày, thế này cũng lạ. Nhưng vùng này gần biển, cách có vài chục km đường chim bay. Hẳn những trận gió Tây hiếm hoi trái mùa đã lùa hơi nước đến với rừng già. Sương ngưng đọng trên tán lá, giọt xuống mái lều lộp bộp như một trận mưa nhỏ. Trời càng khuya càng lạnh. Anh Hoạch mò dậy, gạt hết than và những khúc củi cháy dở xuống gầm lán, rồi ngồi bó gối trông ra ngoài rừng. Tôi trở mình, kéo tấm đắp, trùm lên đầu, nằm sát lại anh Ki. Chắc ở đâu đó trên thế giới, người ta đang thắp nến, chén ngỗng quay và bắn pháo hoa. Thằng quan hôm trước nhận được đồng hương An Giang ở đại đội công binh trung đoàn bộ, hẹn nhau mai về sớm sang chỗ chúng nó chơi. Chiều về đã thấy nó ngồi ở lán chờ. Tôi Sơn Ba Tài theo nó đi luôn. Xã nó với xã thằng quan cách nhau cả chục km, đồng hương mấy tầm Đại Bác, nhưng nghe quyến nhau lắm, ríu rít đi được suốt. Sơn Ba Tài với tôi đi sau. Nó nghe hóng câu chuyện không thủng, quay sang nháy mắt với tôi. Con cá gô gãy gọc gẹt, tức là con cá rô dãy rột dẹt. Xuyên mấy chặng đến một quãng, rừng bỗng quang hẳn ra. Ánh nắng chiều chói lóa, một hàng rào kiên cố cao ngất, cột thấp cũng phải gần 3 mét, gồm toàn những thân gỗ to như bụng chân ken khít vào nhau. Cái cổng hẹp cũng kết cấu như vậy, nâng lên hạ xuống bằng trục như cổng thành tới Trung Cổ đang đóng im ỉm. Tôi thắc mắc, dãy gì mà phải làm hàng rào kiên cố vậy? Dãy gì cha? Nghĩa trang liệt sĩ đấy. Quãng này đi nhanh lên, không ăn cối bây giờ. Thắc mắc của tôi nhanh chóng được giải thích ở đại đội công binh. Đại đội trực thuộc trung đoàn bộ này chuyên đào hầm, bố trí mìn và chôn cất tử sĩ. Trong số tử sĩ ấy, hy sinh do sốt rét ác tính tương đương với số hy sinh vì mìn, vì đạn hỏa lực. Biên giới xa xôi quá, thương binh bệnh binh không chuyển kịp nên rất nhiều ca chết oan. Trong những mùa mưa khó khăn, suối lũ hoặc địch đánh cắt đường, không đưa được anh em mình về được, phải bố trí chôn tạm tại đây chờ bốc. Hồi đầu chưa có hàng rào thì hổ, con lang là chó rừng chuyên ăn xác thối, kỳ đà và con rông cứ đềm đềm rình lúc vắng người canh là mò đến móc trộm mồ liệt sĩ. Anh em mình xót quá răng dây mìn, được vài bận lại đâu vào đó. Những quả mìn răng còn dính hơi người, bây giờ không lừa được nữa. Những loài tinh ma thính mũi ấy, cuối cùng phải huy động toàn trung đoàn bộ, phá một khoảng rừng, dựng lên cái hàng rào đặc biệt này. Chống được thú thì lại bị cối nó dã. Bọn Khmer bên kia biên giới chắc được chỉ điểm của không quân nước bảo trợ khoanh tọa độ. Thấy quãng rừng quang, cây vuông vắn, đất đảo mới, tưởng là căn cứ hầm chỉ huy sở của ta, nên dã cối 120, cối 82 vào tùy hứng. Nhiều anh em nằm xuống còn bị đạn xuyên quật tung mồ. Ăn xong bữa cơm chiêu đãi với thịt tắc kè răng mặn, bọn tôi trở về. Hai thằng công binh tiễn bọn tôi qua nghĩa trang. Những cột gỗ hàng rào trần trụi cao thấp, chọc thẳng lên trời sao như một rừng cánh tay đang giơ lên biểu quyết. Anh em tôi sống khôn thác tiên, đã lấy nắm xương tàn hứng đạn thay cho đồng đội, hỡi những liệt sĩ hai lần. Có lệnh dừng lại nghỉ, hạ ba lô xuống thở được một phút thì bùng bình, tiếng nổ phát ra từ hướng cây trò cổ thụ. Cả đoàn xôn xao, không biết ở đơn vị nào, chỉ là thô gạo không phải tác chiến nên các đơn vị lúc đầu còn đi gom, nhưng sau một quãng đường, thằng khỏe thì đi nhanh, thằng yếu đi chậm, nên các đơn vị đi lẫn vào nhau thành từng nhóm nhỏ. Quân tải gạo đứng hết cả dậy bồn chồn. Thịt xương Việt Nam máu đỏ da vàng như nhau, nhưng ai cũng thầm mong
không phải đơn vị mình dính. Một lúc thì thấy toán lính trung đoàn 1 ngược đường. Anh em cởi áo quấn chặt tử sĩ và thương binh cõng trên lưng. Vì đi tải gạo nên không ai màng võng. Hy sinh 4 bị thương 2. Thằng chạy sau cùng ôm một cánh tay rời không biết của thằng nào. Đội hình dày thế làm gì mà không dính chùm. Máu xuống đẫm lẫn mồ hôi trên tấm lưng trần của những thằng cõng. Giọt từng giọt xuống con đường, những bước chân chạy huỳnh huỵch. Anh em thay nhau cõng chạy về trung đoàn bộ. Bộ phận còn lại tiếp tục lên đường, qua chỗ gốc cây trò, máu trộn gạo tràn trên mặt đất. Chỗ này có một khoảng rộng đầy lá khô, quả mìn địch cài sát gốc cây trò. Có lệnh nghỉ, chúng nó tràn vào một cái chỗ rộng và sạch, hạ ba lô nên dính đòn độc. Hơn chục ngày bình an, nên sinh chủ quan, không tuân thủ lệnh dừng nghỉ tại chỗ theo hàng ở trên đường. Cái giá phải trả quá đắt và xót xa. Những con kiến đen rừng khổng lồ đã tràn ra mặt đất, nhấc bổng những cái lá khô đẫm máu chạy thành hàng về tổ. Chúng tôi cũng nhấc bổng ba lô lên, tiếp tục lên đường. Ba lô gạo ở trên vai giờ nặng đến ngàn cân. Một ngày đáng nhớ, đang chén cơm vắt ở vực suối gần lán, thì ngay trên đỉnh đầu có tiếng vu vu re re rất gần. Cả bọn ngửa mặt lên nhìn, bỗng giật mình vớ vội cây súng. Một bóng đen trườn thấp qua đỉnh đầu, lừng lững, phát ra tiếng lướt gió lạ kỳ. Một loài chim cực lớn, trông không khác một cái tàu lượn cỡ nhỏ. Mấy thằng lính coi kho cũng chạy ra ngó, rồi bảo chúng tôi đấy là đại bàng. Loài chim ăn thịt này chỉ xuất hiện ở những vùng rừng nguyên sinh trên núi cao. Chà, lần đầu tiên có cơ hội được ngắm vua của các loài chim. Con đại bàng lặng lẽ lượn trở lại, xải cánh rộng phải hơn 4 mét, xòe ra rất hùng dũng, đôi cánh lớn đạp lướt trên gió, phát ra những tiếng rung như một dây đàn đang kéo những nốt trầm bổng. Nó trao cánh trên đỉnh rừng, tựa theo cột khí nóng bốc lên từ triền đá suối, bốc lên cao tít. Đôi cánh rộng chậm rãi vươn vươn mấy nhịp, sau đó nó lững lờ xoay tại chỗ bằng những vòng rất đẹp như đang trong một điệu văn không tiền khoáng hậu. Phong thái cực kỳ ung dung tự tại, thật rõ là ông chủ của bầu trời. Cả không trung ngập tràn tiếng vi vu như sáo diều mùa hạ. Trông thấy đại bàng trong tự nhiên thực là một diễm phúc ở trong đời. Với kích cỡ như thế này, Quỳnh Nga công chúa không bàn, còn con mễn 20 cân chỉ là một con mồi vừa miệng, đừng nói đến chồn hay là thỏ. Sơn Ba Tài kê súng vào chặt cây, nhào mắt, đợi vòng lượn tiếp theo. Tính bắn đón, anh em xô đến cản, rồi tất cả lại ngách cổ lên im lặng nhìn. Hẳn mọi người đang thầm ngả mũ kính phục trước cái ưu thế tuyệt đối của loài chim oai vệ này. Và chắc ai cũng mong có đôi cánh như thế để bay trở về nhà. Chỉ có mấy thằng lính sư 339 vẫn tỉnh bơ. Một thằng thấy tôi há mồm ra ngắm, liền kẻ cả vỗ vai kéo vào trong lán. Trên vách, cái mỏ đồ sộ của điểu quân vương nằm treo kẹp giữa cặp chân khô, khoằm khoằm chọc xuống mặt bàn. Những cái móng vuốt đen bóng quặp lại, gại thử vào, đã thấy buốt cả ngón tay. Tôi định hỏi một câu cực kỳ vớ vẩn, rằng sao lại bắn nó, nhưng thấy có vẻ vô duyên nên kịp im lặng. Lính mà đói chất đạm thế này thì vua chúa chúng nó cũng sởi tất. Kho gạo và vũ khí đã chuyển vơi đi gần hết. Càng gần đến ngày về, thực phẩm càng khan hiếm. Tuần 2 hộp thịt cho 6 người chẳng bỏ liếm mép. Chiều về mệt bài hoải, tất cả các cơ quan đoàn thể trồng cái song nước chấm xuông toàn lá bứa vàng khè, nấu với bột gia vị mà không nuốt nổi. Tôi đã múc ở kho được 4 trái thủ pháo Mỹ loại 6 lạng, nhưng đào đâu ra suối lớn mà đi đánh cá. Có lẽ vì thiếu protein nên trông mặt thằng nào cũng đần ra, kiểu này khó ở quá. Sáo đói thì sáo ăn đa, Phượng Hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn. Nhớ lại món tắc kè răng mặn của bọn công binh sư 339, tôi rủ anh Ki đi bắt tắc kè. Loài này đêm đêm kiếm ăn vẫn chặt lưỡi vang rừng, chặn mưa thửa nắng, tầm bậy tầm bạ hết. Đúng là các cụ thượng cổ nhà ta vốn dân nông nghiệp mút mùa, bị chi phối nặng bởi con mẹ thời tiết đóng đảnh nên phập phồng mong tiếng chẵn cầu mưa. Ai hơi đâu chơi sóc đĩa với trời. Đang giữa mùa khô
nước không rơi xuống một giọt mà nó vẫn cứ kêu tiếng chẵn đều đều. Nghe đến cải thiện, mọi người hưởng ứng ngay. Tôi lôi cái đèn pin Mỹ gập đầu của lão Hoạch ra cạo lại các đầu mối tiếp xúc. Lão này dân Thái lọ mà keo kiệt hết sức. Không hiểu cái đèn này có phải của Aladdin không mà giữ như giữ mà tổ. Mượn được cái đèn pin của hắn là cả một kỳ công. Có lần anh Nhương mượn không được, xúi tôi lấy trộm quăng mẹ nó xuống suối cho bỏ tức. Anh Kỳ lo kiếm tre về vót vài cái cần vụt thật dẻo. Pin thì chúng tôi không thiếu. Có điều lố pin cho máy PRC-25 gồm toàn những cục pin nhỏ ghép lại. Đường kính khác với thân đèn nên phải chế. Độn ghép lại, việc đó không khó lắm. Cơm tối xong, cả bọn chun vô rừng, đi dòng dòng quanh khu lán thôi. Không dám đi xa vì sợ bị dính mìn. Đây rồi, một con chắc mới ra khỏi bọng cây. Mặt lực láo dưới ánh đèn. Vút, nó gần như đứt đôi, thân rụng xuống. Khả quan rồi. Lại một con nữa. Lần này chỉ rụng mỗi đuôi. Cái đuôi rơi xuống đất rãy rãy. Không sao, nhặt tuốt. Đuôi tắc kè cực bổ. Con tắc kè mất đuôi cứ kêu kẹt kẹt, rồi vọt mất lên cành cao. Tiếng kêu như báo động cho đồng loại hay sao đó, mà đến gần một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới vụt thêm được dăm con nữa. Cả bọn kéo nhau ra con suối con lội ngược về. Những con nhái bén xanh lét, gầy đét nhảy tứ tung, bám vào cây vào đá rào rào. Vi Văn Kỳ, mắt sáng trưng, múa roi vùn vút, đúng nghề của chàng đây rồi. Nhái bén rụng lộp bộp, nhặt lấy chúng mày. Tôi nhặt những con nhái nhẻo nhẽo, nhớt nháp và lạnh ngắt, vứt vào cái song nhỏ mang theo. Chỉ một lúc là đầy cả lưng song, pin hết. Chỉ còn một vầng sáng đỏ quạch, cả bọn mới chịu đi về. Lão Hoạch nhìn thành quả lao động, phấn khởi ra mặt. Quay sang bảo với anh Kỳ, chỉ còn thiếu mỗi măng thôi mày ạ. Anh Kỳ thật thà, không hiểu thằng cha đang xỏ xiên mình là dân Thái trắng ăn nhái ôm măng. Trả lời tỉnh rụi, mùa khô này lấy đâu ra măng? Mày ngu thế? Chẳng biết thằng nào ngu. Chúng tôi về cơi củi to lên, lột ra nhái, sau đó bóp muối cho hết nhớt, rồi tống ớt giã với muối thật nhiều. Thêm chút bột gia vị vào, rang khô lên, mai có đồ ăn rồi. Công thức món này cụ Hồ đã dạy bộ đội ta trên Việt Bắc, không ngờ có lúc lại được con cháu mang ra áp dụng một cách sáng tạo đến thế. Còn tắc kè, chúng tôi nướng xém ra, cạo sạch hết vỏ ngoài, rồi sang kho xin ca gạo nấu cháo. Thú thật là ăn giấu ăn giếm, cũng ăn vụng cháo gà thời nếch lương, vì chỉ sợ bọn các lán bên biết sang ăn ké. Nhìn thằng Sơn Ba Tai vừa húp xì sụp, vừa nhớn nhác ngó quanh, thật tức cười. Chẳng ai ngờ là nó đã dốc hết thịt hộp ra tặng hết bạn, như một trang hảo hán. Thứ Bảy, ngày 31 tháng 1 năm 1981, tức ngày 27 Tết. Nghỉ, gạo và đạn đã chuyển ra hết chốt, chuẩn bị hành quân trở về căn cứ để ăn Tết. Xe sư đoàn đã vào chờ sẵn để mai lên đường sớm. Thằng Quan xếp lại bộ quân phục mới tinh, chưa mặc lần nào, mà đồng hương vừa tầm đại bác sư 339 gửi về cho chú em cà cộ ở quê nhà. Nó nghĩ đơn vị tôi gần hậu phương, có thể có cơ hội hơn chăng? Rách chết cha lại còn bày đặt. Cầu trời khấn Phật cho thằng em dại chỉ bận bộ đồ đó trong lúc đi chơi mà thôi, chứ đừng có phải tham gia những điều mà thằng anh nó và chúng tôi đang trải qua. Tôi chia mỗi người một trái thủ pháo, mang cho nhẹ, rồi tháo súng ra lau, thậm chí còn huýt sáo. Nắng vẫn nắng ấy, gió vẫn gió ấy, nhưng sao phơi phới thế, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Buổi chiều, lão Hoạch hô bọn tôi dỡ ni lông trên các mái lều cất vào bồng. Mai dậy sớm khỏi lục cục. Một đêm sương ý nghĩ gì? Các lán bên làm theo ầm ầm. Chẳng mấy chốc, cái phố rừng chỉ còn trơ sương mái. Đêm nằm thao thức mãi không ngủ được. Lần thứ hai trong tháng, địch giã cối 82 vào trung đoàn bộ, hướng đại đội công binh. Tiếng đề pa lọt thỏm giữa rừng già, nghe rất khó xác định vị trí. Đạn nổ rền, vọng ào ào trong rừng đêm. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Tâm hồn khỉ khô gì cái địa ngục này, chỉ thương anh em mình còn ở lại mà thôi. Chủ nhật, ngày 1 tháng 2 năm 1981, tức ngày 28 Tết,
4 giờ sáng, bếp anh nuôi đã đỏ lửa, cả đơn vị gần như dậy cùng một lúc. Hầu như đêm qua ai cũng ít ngủ. Đánh răng rửa mặt xong, tôi nằm ngửa, ngó mông lên tán cây, còn thẫm tối chờ cơm. Núi rừng yên tĩnh kỳ lạ, chào nhé, vùng đất xa xôi nơi biên giới đã lưu lại dấu chân của chúng tôi, đã ôm phủ trong lòng mình những hình hài người lính Việt Nam bé nhỏ. Con suối nhánh nước lúc nào cũng lạnh buốt này, cái cây gì buộc lán này nữa? Bao giờ ngươi sẽ thành sông? Bao giờ ngươi sẽ thành cổ thụ? 10 năm, 20 năm hay nhiều đời sau nữa? Có những ai sẽ qua lại đây? Có dấu chân nào sẽ lại đánh thức giấc ngủ đại ngàn bí hiểm này? Tôi đã vỗ vào cái thân cây trần trụi ấy như vỗ vai từ biệt một người bạn. Cuộc sống bình lặng trôi, người ta chẳng có gì để nhớ. Chỉ khi có biến cố, có thay đổi, những vật tưởng như vô tri xung quanh đôi khi cũng trở thành nhân chứng trong ký ức. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được giọt sương lạnh luồn trong cổ trong buổi sáng hôm ấy, hay cái cộc đầu đau điếng vào đòn tay mái lán khi vội khoác ba lô chạy ra xe. Xe chạy qua khu 20 nhà, lúc vượt ngầm nơi con suối tắm, ai cũng ngó vào căn nhà nhỏ nơi gặp cô lính Việt lúc mới vào. Đó có lẽ là cô gái duy nhất ở cái nơi khỉ ho cỏ gái này. Về sau, khi cùng đội văn nghệ sư đoàn 9 về Phnom Penh dự hội diễn nghệ thuật quân đoàn, tôi lại gặp cô gái sư 339 ấy. Chúng tôi gọi ầm lên, một cái vẫy tay, không thấy ai ở đó hết. Nhân diện bất chi hà sứ khí, chỉ còn rừng khô y cựu, mất tiêu luôn. Mong rằng em đã được trở về nhà, hay được chuyển về một nơi an toàn nào đó. Ở đây rừng thiêng và sốt rét sẽ nuốt chửng em mất. Xe chạy không tải, lồng lên nước mã, hồi quấn bụi đường quần quận. Mới vào mùa khô đôi tháng, rừng lại đã chuyển màu vàng ruộng. Trong rừng bãi tranh cháy, tiếng mìn đôi khi vọng lại ì ầm. Cái khăn mặt nhúng đẫm ướt, lót trong mũ phủ trùm đầu cho mát. Một lát đã cứng lại như bánh tráng và đỏ quạch bụi đường. Mấy thằng G29 này chạy cũng gấu. Có những chỗ cua khá gấp, nhưng xe vẫn không giảm tốc độ. Chúng tôi trên thùng, hết văng bên này lại lăn bên kia. Nhưng như thế lại cạc khoái, đỡ sốt ruột. Tiếng nổ khi đánh nhau hay tốc độ ở trên đường cũng kích thích con người, gần như một thứ ma túy. Xe trước xe sau bánh tung bụi cát, hệt như một cuộc đua. Chiều tối nghỉ ở Phun Rô Viêng, từ đây ra đến Lách chỉ còn một quãng ngắn nữa. Mấy thằng thông tin tiểu đoàn 4 kiếm được một cái nhà nhỏ lợp rơm, tường trình đất nện, kiểu nhà này chắc chắn của lính mình từng đóng quân ở đây. Trong nhà khá sạch sẽ và khô ráo, chúng tôi rút rơm trải trên nền đất nằm cho khỏi lạnh. Một bếp lửa được nhóm ngay lập tức, bọn tôi ra suối rửa mặt rồi gọp cơm vắt ra ăn. Vắt cơm sau một ngày sấy nóng trên thùng xe, vỏ ngoài đã khô cứng. Quan trọng gì, chỉ mai là về đến cứ rồi. Cả đêm ấy tất cả đều ngủ say như chết mà không thằng nào gác. Hôm sau 8 giờ đã vượt ngầm Lách, khoảng 10 giờ thì ra đến Pua Sát. Mấy thằng đi lòng vòng ngó thị trấn trong khi chờ tàu đến. Pua Sát tuy nhỏ hơn nhưng vui không kém gì thị xã Công Pông Chư Năng. Dân thị xã chính tông chắc bị khử gần hết. Nông dân ly tản đổ bộ vào, ở luôn những ngôi nhà không chủ. Buôn bán xì xèo tấp nập xa dáng. Tất nhiên là không điện, không nước máy, thậm chí là không cửa. Trong nhà lầu các hũ mắm Parahóc nằm lẫn những chum đường thốt nốt trên sàn gạch bông, xà rông quần áo trên dây răng ngang dọc trên tường ố. Mùi sầu riêng, mùi đường cháy, mùi phân bò, mùi mắm bò hóc hòa quyện với mùi khét của thuốc dê, loại nặng quấn bằng lá cò ke, thành một mùi tổng hợp rất đặc trưng. Cam nữa, cam trong các bao tải, nông dân đánh xe vào đồn điền thu hái bày bán ở chợ. Cam tỉnh Pua Sát vỏ xanh, tuy có sần sùi nhưng ngon nổi tiếng. Đặc sản trái cây này thời Thái Bình đã từng được xuất khẩu sang Pháp Quốc vì chất lượng rất tuyệt hảo. Tỉnh này có hẳn một đồn điền trồng loại cam này, phục vụ cho ông Hoàng Lưu Vong thời còn chưa bị lon non với Pol Pot nó rượt chạy. Sau này chúng tôi được mách thêm một thông tin rằng vùng nào có cam ngon vỏ sần là nơi đó có nhiều hồng ngọc và đá quý. Như vùng Bố Hạ, vùng Lục Yên bên mình cũng vậy. Địa chất thổ nhưỡng nào thì sẽ phù hợp, sinh sôi loài cây thích hợp đó, chắc vậy thôi.
Chúng tôi lấy gạo đổi lấy mấy kg đường thốt nốt về nấu chè ăn Tết. Cô gái đang múc nước tắm sau nhà chạy vội ra, đầu tóc xà rông ướt rượt, dán dính trên thân hình, vũ nữ ngăm ngăm phồn thực. Đã thế còn hào sảng, khuyến mại thêm các anh nước tắm tiên về nếm cho mà nhớ. Nước trên tóc, trên xà rông nhỏ tong tong cả xuống đường, đựng trong tấm ni lông. Sơn Ba Tài ngoáy ngón tay vào chỗ đường dính thứ nước tuyệt trần đó, quện lên miệng mút chẹp chẹp, kêu oải oái. Ui ui, em trà rờn on à? À ơi, à la bò rô, à chư rô. Tức là ngọt quá em à, đồ phải gió, đồ mắc dịch. Tiếng cười rộ lên, ngoài sông Pô Sát, gió chướng lao xao lướt trên mặt nước, lùa gợn những con sóng nhỏ lan tăn, chạy ngược trên sông chảy. Phiên chợ Tết phương Nam đầy nắng gió, lồng lộng dưới bầu trời. Tự nhiên tôi nhớ đến tán rừng thâm u nơi biên giới, nhớ những đồng đội sư 339 chưa kịp quen thân. Từ đây tới đó cách nhau có 2 ngày đường, mà như đã ở tận thế giới xa xôi nào. Tàu từ Bát Đam Bong vào ga Pô Sát, bà con xuống tàu mai thì tiếp, ưu tiên cho bộ đội Việt Nam. Nhưng nếu có gói xa mít thì tình hình có thể khác, hoặc ít ra cũng phải xinh xinh, mau miệng thì mới được. Bà con đi buôn quá quen với cảnh này, tự nguyện chuyển hàng xuống ga ngay. Một số nhỏ đàn ông nhóm bếp ngay trên sân ga, nấu ăn trưa trong những cái cà mèn móp méo. Các chị em dẫn nhau ngược lên một đoạn, che xà rông vô tư, tưới bụi xương rồng đến chết sặc. Con tàu tiếp tục hành trình, bộ đội ngồi xúm quanh các đối tượng ưu tiên, phun khói thuốc thơm mù mịt, đấu hót với nhau, cười như nắc nẻ. Quá trưa về đến ga Bờm Nắc, chúng tôi không nghỉ, vào dân mua can rượu rồi quay trở về ngay. Gặp luôn cả anh em ở nhà trông cứ ra trung đoàn bộ lĩnh hàng Tết cho đơn vị. Cả bọn guồng chân 7 cây số đường rừng, đi như chạy, mới xa hơn 1 tháng mà khung cảnh đổi mùa thay đổi trông khác hẳn. Rừng thưa đã ngả vàng, lá rụng gần hết, chỉ thấy quả cây xăng đầy gai, quả vỏ cứng đập ra ruột đặc hột giống quả liệu, ăn có vị chua. Quả này lúc đi rừng khát nước, chọc xuống xài cũng tàn tạ. Quả cam nhỏ cỡ đầu ngón chân cái, da nâu bóng lấm tấm những chấm trắng, vị bột bùi và ngọt. Quả mã tiền chín lớn và vàng như trái cam lúc liệu ở trên cành, trông thì đẹp nhưng trái này rất độc. Hạt của nó mang về sang quân y xin ít cồn ngâm, lỡ vấp rễ cây bong gân hay xương tấy mang ra bóp rất chóng khỏi. Ở chân trảng cháy gần khẩu DK82, phân thỏ dày đặc lổn nhổn tròn như những viên thuốc tễ. Không hiểu bọn ở nhà có săn được con gì không. Càng về gần, những đôi chân càng giảo bước. Mồ hôi đặc quánh lẫn bụi đường, 2 ngày rồi không tắm. Chỉ nghĩ đến dòng suối trong vắt thôi, đã thấy rộn rã hết cả người. Ngày 29 Tết, như ngày đầu tiên thời đi học được nghỉ hè, muốn nằm ngủ thật muộn, nhưng hôm đó lại chẳng thể ngủ được. Radio đang phát đi chương trình ca nhạc đón xuân Tân Dậu. Những bài hát về mùa xuân bao giờ cũng gợi nhớ về cái Tết đầm ấm nơi quê nhà. Mấy con heo tiêu chuẩn Tết sau vài trăm km tàu xe đói khát gần chết, đang kêu như xé vải dưới bếp anh nuôi. Anh Kỳ rủ tôi, Lão Hoạch, Sơn Ba Tai đi đánh cá. Chúng tôi chọn hùm suối ẩn dưới gốc cây táo dại nằm giữa khẩu đội 82 và khẩu đội 12-8. Đoạn suối chỗ đó ngoặt hướng, có cây táo già dễ cắm tua tủa xuống lòng suối. Đã 2 mùa mưa, con suối hung dữ xối nước thẳng vào chùm rễ vĩ đại ấy, nhưng không ăn thua. Đất có lở đi một chút, nhưng cây táo vẫn đứng vững trong tư thế nửa trên bờ, nửa dưới suối. Tàn lá xanh thẫm la đà, tầng trên tầng dưới đẹp hơn tất thảy những thế bonsai sau này mà tôi từng gặp. Đồ nghề chuẩn bị xong xuôi, tôi lặng thủ pháo 6 lạng xuống đúng chỗ nước quẩn sâu nhất. Ục một tiếng, nổ rội dưới nước, vọt lên ướt át cả tán cây, rồi chút xuống rào rào. Nhiều con văng cả lên bờ, toàn cá bò to cỡ bàn tay, vàng xóe. Cá chết bị nước đẩy, tuần từ trong hốc cái vòm rễ ra, đặc cả nước. 4 thằng hì hụi hất cá lên bờ, một loáng đã đầy chặt 2 cái bao dứa. Bọn tôi phải buộc túm cái ống quần dài vào làm đồ đựng thêm. Bọn DK82 gần đấy thấy thế cũng lội xuống đánh hôi, bị bõm một lúc cũng được cả yến cá.
Thằng Hùng Lé bỗng la toáng lên, rồi nhảy lò cò lên bờ. Nó dẫm phải một con cá lớn, cái gai trên kỷ lưng nhọn hoắt, xuyên thấu gan bàn chân. Thằng Mẫn cõng vội nó về quân y tiểu đoàn, lấy panh gặp mãi mới rút ra được. Kiểu này mất Tết là cái chắc rồi. Nhớt cá bò rất độc, buốt đến phát sốt. Cả bọn thấy vậy đầm cũng ngán, chỉ đứng rình xem con nào lớn mới vớt lên. Cá từ cái hốc vực ấy vẫn tuôn ra. Cá tụ ở đây kinh khủng quá. Giặt một loại cá bò, dường như dưới đó có một cái hang ngầm sâu thẳm. Tôi chạy về gọi chúng nó ra phụ khiêng. Có đến gần 2 tạ cá, phải đổ ra nền đất, dùng sẻng chia cho các trung đội trong tiểu đoàn bộ. Cá bò nấu canh chua lá rang với ớt, ăn mát quên sầu. Cho bỏ những ngày soi đèn đêm vụt tắc kè, vụt nhái. Lòng chợt trùng xuống, nhớ những đồng đội đã từng chung nhau điếu thuốc, chung nhau bắt nước xâm rừng. Phải chi có cách gì mang cho chúng nó tất cả chỗ này. Ngày 30 Tết Tân Dậu, ngồi phụ cắt Tết lá dừa cùng với anh Bình dựng cổng chào cho tiểu đoàn bộ. Mỗi đại đội phải dựng một cổng để đón mừng năm mới. Chiếc cổng xương tre, ngoài đan bằng những tàu lá dừa xanh rất khéo, trông thật đẹp mắt. Đường đi lối lại đã dẫy cỏ phong quang. Ngày cuối năm ai cũng cố bận túi bụi. Các trung đội lo chỉnh trang nhà cửa lán trại, lo cải thiện kiếm mồi, kiếm rượu đại khách. Trung đội thông tin còn lên kịch bản, phân công nhau thằng trước thằng sau, xa luân chiến sau đó. Để mai khi khách đến sẽ không còn đường về, không cho chúng nó thoát là mục tiêu tối thượng. Thiếu gì thì thiếu, nhất định không thể thiếu rượu. Thằng Vĩ, thằng Ban Chố mang thỏ ra suối lột ra. Đêm qua lão Nhương với Tê Lé đội đèn đi bắn được 7 con. Loại thỏ này ngoài trảng ven rừng rất nhiều. Chúng tôi đi cắt chanh, thỉnh thoảng vẫn gặp cả bầy thỏ con bằng nắm tay. Trông chúng giống như những cục bông xám lăn tròn trên mặt đất. Giống thỏ ngày rằm, trăng sáng rất say đèn. Dưới đại lộ 1, chính chác với thằng Căn, đêm đêm vác gậy dài đi đập chết cả lố. Thế mà lúc xách mấy con thỏ nát về, mặt hai thầy trò nó vên vên thấy ghét. Cứ như bắt được heo độc. Bọn đại đội 2 lên cho chúng tôi miếng thịt mễn. Ngoài suất đương nhiên của ban chỉ huy tiểu đoàn, bao giờ trung đội thông tin cũng phải có phần tử tế. Thói tham nhũng do độc quyền hẳn có từ thời đó. Vì nếu không có suất thì từ lần sau đừng có mà lên đây nài nỉ xin bin về lắp đèn đi săn, cắt ngay. Đó là một thí dụ sinh động về chữ móc ngoặc thời bao cấp. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Chẳng ai chấp nhận một cái tương lai không có mình ở trong ấy. Thế thôi. Vậy là mùa xuân thứ 3 đời quân ngũ đến một cách đầy đủ. Giống như một cái Tết phải có những bận rộn thịt rượu, gạo nước, lễ lạt, biếu xén như thật. Sẽ là thiếu sót lớn nếu không có một cành mai cho đủ phong vị. Cách đại đội 2 km ngược suối Đam Rây là một rừng mai bạt ngàn. Thằng quan thui thủi lặn lội khoác súng mò lên, chặt tha về một cành lớn, chi chít nụ. Về đến nơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, và trong khóe mắt của nó thoáng cả những ngấn nước. Khổ thân chú em, Tết đầu tiên xa nhà mà ai chẳng vậy. Chúng tôi cắm nó vào cái ống đạn DK-82, buộc néo các góc cho khỏi lật. Đến nửa chiều, tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong. Hết việc, thằng nào thằng ấy tự nhiên thuẫn mặt ra nhìn nhau. Không khí trùng xuống. Lão Nhường háng giọng, hết đi ra lại đi vào, rồi đuổi chúng nó ra suối tắm. Tôi ngồi cời đốt những đống cỏ anh em dẫy vun vào lúc ban sáng. Cỏ khô đượm, lửa cháy rừng rực, liếm tràn sang trảng rồi lan vào bìa rừng. Khói mịt mù trong chiều tắt nắng, tỏa mùi thơm ngọt ngọt. Một đàn chim én lao đến, bay lộn xộn xuống đớp những con bọ bay lên loạn xạ trong đám cháy. Trầm ngâm ngắm lửa, phút nhớ nao lòng những buổi chiều 30 lạnh ngắt nơi phố phường. Không hiểu sao tôi thích dạo phố một mình trong buổi chiều cuối năm ấy, khi mọi nhà đã quây quần bên mâm cơm cúng ông bà. Con đường trở về vắng vẻ, vài người đang vội đạp xe về. Không gian thoảng mùi hương trầm, mùi khói pháo bọn trẻ con đốt lẻ, đỉ đẹt ở đâu đó. Những mái ngói nâu già, liêu siêu, cúi xuống ngẫm nghĩ trong mưa bụi. Để rồi chút nữa bùng lên, rền rền tiếng pháo giao thừa. Mình cũng đi tắm tất nhiên thôi, để mình khỏi quên đi mất mình. Mùa xuân dẫu vô tư cũng chẳng thể bỏ qua một ai,
hãy hy vọng đến ngày trở về. Tết yên bình, thoải mái, đêm giao thừa không có tiếng súng, không có đứa nào bắn bậy. Lệnh rõ ràng là thằng nào bắn bậy sẽ không được xét đi phép hay ra quân. Chỉ nghe tiếng gõ thùng phi, gõ chậu ầm ầm ở hướng đại đội 1. Anh Nhương rủ tôi với thằng Quan mò xuống. Con cưng phối thuộc truyền thống bị dí ngay 3 bát rượu vào mồm. Vào 3 ra 7, đừng lằng nhằng nếu muốn sống. Chúng nó đã đốt một đống lửa to tướng, cởi trần múa may, nhảy vasilo. 20 cái miệng đang gào hết cỡ. Đám còn lại mỗi đứa nhảy một kiểu, ngực trần mồ hôi loang loáng, đầu tóc rũ rượi, chân tay nghêu ngào như con cào cào quanh đống lửa, như bọn thổ dân da đỏ, thỉnh thoảng lại đồng thanh hú lên rất sướng. Thằng Tào anh nuôi đang cố sức giành lại cái vung nhôm xong quân dụng để nấu cơm từ tay mấy thằng phụ trách bộ gõ. Bọn này lấy băng đạn giáng thật lực thì cái vung nào còn lành. Mai khỏi phải ăn cơm luôn cũng được. Cuối cùng thì cái vung vô tội cũng được tha. Thế là mất mẹ nó xanh ban, làm ăn gì. Một thằng vào quan sát sở kiếm đồ chơi gõ tiếp. Vớ được cái thùng đại liên Mỹ nặng trịch, tính mang ra thay thế. Mở ra ở trong là tảng thịt heo rừng luộc, thằng liên lạc ém. Sùng cổng nốt làm mồi luôn. Bình cò chính trị viên cũng đành nhe răng cười. Mồi thì ê hề, nhưng chính chết bắt đầu dở trứng. Tài lão lăm lăm con lề Mỹ, còn mồm thì tuyên cáo. Một hụm một miếng, thằng nào phá mồi, tao chặt tay liền. Rượu pha mật ong khoái rừng, uống thì dễ, nhưng say thấy mẹ. Đến lượt thằng Quan uống, thì can rượu để đó đã cạn. Nó tưởng bở, khi uống xong, liền lật cái chén lên, liếm xung quanh đít chén. Ra cái điều còn khát lắm. Đúng là thằng em dại mới nhập ngũ, mà dám khiêu khích. Bình cò đắc chí vẫy tay. Suối đầm rây hết nước, thì đại đội 1 hết rượu. Bay đâu? Thằng căn liên lạc, giả đò khúm núm, mang ra càn khác. Cứ như hề tam quốc vậy. Ban nhạc ngay lập tức đã chuyển sang chơi bài, không cho chúng nó thoát. Chúng bay vào sẽ không có đường ra. Chết oan với mấy thằng ngu này rồi. Tiếng thùng phi bị nện đùng đùng, điếc hết cả tai. Thằng Quan to vật, nhưng cũng đã chịu hết nổi, phun tại bệ. Lính đại đội 1 sướng phát điên. Năm mới hên rồi. Thằng Quan bò ra gốc cây ói tiếp, rồi khều tôi lủi về trung đội. Con đường mòn như muốn lộn lên trời, gang ruột cũng lộn lên theo hết. Có chừng 400 mét mà cả hai thằng đều sợ lạc đường, cứ bám dây điện thoại mà loạng choạng đi. Lúc sau nữa không đi nổi thì bò. Gần về đến tiểu đoàn thì anh được nghe vui. Đi xuống đại 1 với thằng liên lạc bắt gặp. Hỏi chúng tôi là sao chúng mày không đi đàng hoàng, lại bò như chó thế. Tôi cố gắng giữ giọng thật bình thường, bảo anh ấy là đang bò tìm đoạn dây bị đứt. Hai thằng chờ anh ấy đi xa rồi nằm ngửa luôn trên cỏ cháy. Lồng lộng trên đầu chúng tôi là cả bầu trời sao đang di chuyển. Kia là chòm đại hùng tinh, 7 ngôi hình cái gầu sòng. Chòm thiên hậu 5 ngôi, hình chữ M. Vương miện bà hoàng lấp lánh này chỉ xuất hiện trong những đêm mùa đông. Chòm sao chiến sĩ với cái chuôi kiếm 3 ngôi sao giờ cũng chỉ hướng chính nam. Ồ, trí nhớ còn tỉnh táo lắm. Nhưng sao nó không di chuyển từ đông sang tây như thầy dạy ngày xưa, mà cứ chạy vòng vòng thế kia. Chết tiệt. Đêm trừ tịch lặng lẽ trôi trong cuộc diễu binh vĩ đại, thăm thẳm lòng trời.